Được chưa? Là part 1 đó. Đến part 2, được chưa? Chúng ta sẽ qua cái phần part 2 là individual long term. Individual là gì? Là cá nhân. Được chưa nào? Là cá nhân. Qua đến part 2, part 1 cũng là cá nhân, được chưa? Là chúng ta sẽ được hỏi trả lời cho từng bạn một hả? Chúng ta thi B1 khi nói B1 chúng ta thi nói cặp. Thì phần đầu tiên sẽ là phần thi riêng, chúng ta thầy cô sẽ hỏi chúng ta và chúng ta trả lời cá nhân, được chưa? Qua phần thứ hai cũng là phần cá nhân đó, individual long term. Phần này là phần là chúng ta sẽ mô tả tranh, được chưa? Đó, mỗi bạn sẽ được một bức tranh để chúng ta mô tả. Tiếp theo qua part 3, qua phần thứ ba, collaboratory task, được chưa? Đó, chúng ta sẽ qua phần thứ ba, được chưa? Phần thứ ba được gọi là collaborative, là cộng sự mà, cộng tác. Từ khi bắt đầu đến phần này là phần chúng ta bắt đầu nói cặp đây, được chưa? Tại sao là có cái từ này phải có cộng sự, cộng tác? Là bởi vì chúng ta sẽ nói cặp cùng với nhau, được chưa nào? Đó, hai bạn cùng sẽ nói với nhau. Chính vì vậy, đó, chính vì vậy mà các bạn phải tương tác với nhau, cộng tác với nhau, hợp tác với nhau để chúng ta cùng nói với nhau. Đó, chính vì vậy nên mới có cụm từ là collaborative, được chưa? Và cuối cùng là discussion, là quay trở lại là phần cá nhân, được chưa? Discussion, phần cá nhân, là thầy cô sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi liên quan tới cái chủ đề mà phần 3 chúng ta nói, được chưa? Và những câu hỏi này sẽ mang nghĩa mở rộng hơn, nói khó hơn, đó, rộng hơn. Chúng ta sẽ phải đưa ra những ý kiến của chúng ta về cái vấn đề mà thầy cô đưa ra, được chưa nào? Vậy chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ thi gồm 4 phần. Và thi là 4 phần, như có đúng một phần thứ ba là phần chúng ta nói cặp mà thôi. Còn các phần còn lại, part 1, 2 và 4 đều là nói đơn cả, được chưa nào? Đó. Và điểm số không phải chúng ta cứ nói cặp với nhau là điểm sẽ giống nhau. Đó là khác, chúng ta cứ nói sẽ chấm theo cái điểm của mỗi người, được chưa nào? Đó. Ví dụ như bạn A với bạn B thì nói cặp với nhau. Mà bạn A nó tốt hơn thì rõ ràng là điểm của bạn A sẽ khác. Chúng ta chú ý điều đó cho cô. Và maximum, được chưa? Maximum của nó sẽ là 25 điểm, được chưa cả lớp? Và phần thi nói cặp này chúng ta được chọn cặp, được chưa? Và chúng ta được tự do chọn cặp, mà chọn cặp ở trong phòng thi mà thôi. Tức là khi mà chúng ta đăng ký thi, được chưa nào? Thì chúng ta sẽ có được cái danh sách phòng thi sẽ dán trước cái ngày thi cho chúng ta. Thì chúng ta chỉ được chọn cặp nói ở trong phòng thi mà thôi. Được chưa? Rồi, đây là 4 phần. Và chú ý nha, chúng ta thi nói sẽ 4 phần. Đó, tiếp theo là điểm. Được chưa? Chúng ta sẽ được chấm điểm dựa trên những cái gì? Thì cái đầu tiên, cái số 1, được chưa? Là phải gì? Sử dụng chính xác, accurate, chính xác, được chưa? Ngữ pháp nè. Đó, phạm vi và cách và từ vựng của chúng ta, được chưa? Đó, dụ như những cái mà thầy cô hỏi về tương lai thì không thể nào mà chúng ta sử dụng thì quá khứ được, đúng không nào? Đó, hoặc là khi mà thầy cô hỏi về một cái lĩnh vực nào đó, cô ví dụ như về cái lĩnh vực về hobby chẳng hạn, về sở thích của chúng ta chẳng hạn đó, thì chúng ta không thể nào mà trả lời qua cái vấn đề môi trường được. Đó, thì chúng ta biết được phạm vi đúng, ta nghe được, trả lời được, được chưa? Tiếp theo là pronunciation, tức là phát âm, được chưa nào? Các phát âm của chúng ta có rõ ràng, có được hay không, thầy cô nghe có hiểu hay không, được chưa? Cái thứ ba của chúng ta là giao tiếp, tương tác trong sự giao tiếp, là trong cái phần mà chúng ta nghe được thầy cô nói, chúng ta nói lại với thầy cô cách chúng ta tương tác lại câu hỏi các thầy cô như thế nào, cũng như là cách chúng ta bắt cặp với bạn để chúng ta nói, được chưa? Và cái cuối cùng là chúng ta quản lý được cái cách của chúng ta nói không dài dòng đó, được chưa? Và không nói lạc đề chẳng hạn, được chưa nào? Đó, vậy cái phần này chúng ta làm sao để mà chúng ta có điểm, được chưa? Thì chúng ta chú ý cho cô, thứ nhất, speak loudly and clearly là cái chính xác, chắc chắn là phải có, nói to và rõ ràng là điều đương nhiên, đúng không? Nói để làm gì? Để thầy cô examiner là giám khảo, thầy cô và partner là bạn cùng nói với chúng ta có thể nghe rõ chúng ta trả lời như thế nào. Thầy cô nghe rõ chúng ta nói thì thầy cô mới cho chúng ta điểm được, đúng không nào? Thì chúng ta mới có điểm được, được chưa? Rõ ràng, to, rõ ràng. Chứ chúng ta cứ nói lý nhí trong miệng là không thể nào mà thầy cô nghe được và cho điểm chúng ta được, đúng không? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, yêu cầu chúng ta là gì? Listen carefully to the questions. Phải lắng nghe cẩn thận câu hỏi mà thầy cô hỏi mình, được chưa? Để tránh như thế nào? Để tránh nói thầy cô hỏi một đường, chúng ta trả lời một nẻo, được chưa nào? Đó, và như thế nào? Give relevant answers, và chỉ trả lời đúng câu hỏi của các thầy cô đưa ra mà thôi, được chưa?
ta phải nghe thật kỹ thầy cô hỏi cái gì. Ví dụ thầy cô hỏi chúng ta là gì? What do you do in your free time? Thời gian rảnh rỗi bạn làm cái gì? Chúng ta lại không nghe ra, không trả lời được, coi như chúng ta mất điểm. Được chưa? Đó, cô đang đi cái task 1, được chưa nè? Tiếp theo là cái quan trọng của cái task 1 của chúng ta là cái phần mà thầy cô sẽ hỏi chúng ta trả lời đó. Làm gì đây? Avoid giving one word answers. Avoid là gì? Tránh đưa ra câu trả lời chỉ có một từ, one word là một từ, được chưa? Yêu cầu chúng ta phải extend the answers. Extend là gì? Mở rộng ra, được chưa? With reasons, đưa ra được lý do, examples, ví dụ, được chưa? Đó. Nhưng mà not very long answers, nhưng không được quá dài, được chưa nè? Ở cái phần này là nó sẽ hay bị xảy ra đối với những câu hỏi yes no. Thì các thầy cô hỏi chúng ta những câu hỏi yes no á, do á, có trợ từ do đằng trước á, thì thường thường chúng ta chỉ trả lời là yes hoặc là no, được chưa? Là chúng ta tự chủ động đưa ra lý do tại sao chúng ta chọn yes hoặc lý do tại sao chúng ta chọn no, được chưa nào? Đó, ta tự chủ động chứ đừng để thầy cô hỏi thêm là why hoặc như thế nào đó, thì như vậy chúng ta mới có điểm, được chưa? Đối với phần này thì chúng ta sẽ được hỏi khoảng cỡ là 6 câu, được chưa? Chúng ta chú ý cho cô khoảng cỡ 6 câu. Và phần này là phần đơn giản vì chúng ta sẽ trả lời những cái vấn đề liên quan đến chúng ta mà thôi. Nên vì vậy là chúng ta sẽ dễ dàng trả lời, dễ dàng nắm bắt được câu trả lời của các thầy cô. Và chúng ta chú ý phần này thì chúng ta sẽ cố gắng trả lời để chúng ta kiếm điểm, được chưa nào? Có 6 câu, nghe thật kỹ, trả lời thật kỹ, được chưa? Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiến tới cái phần là part 1 mà thôi. Chúng ta có tổng cộng là 4 phần, được chưa? Mỗi ngày chúng ta sẽ bắt đầu là luyện tập và học một phần, được chưa? Hôm nay chúng ta sẽ đến cái part 1, tức là cái phần mà thầy cô hỏi và chúng ta trả lời. Là ngay đầu tiên chúng ta vào luôn, thầy cô sẽ hỏi gì và chúng ta sẽ trả lời như thế nào để mà chúng ta kiếm điểm dễ nhất, được chưa nào? Rồi, cái phần đầu tiên part 1. Được chưa? Mỗi bạn sẽ có câu hỏi trong vòng 6 câu, bạn sẽ có 6 câu. Và 6 câu đó sẽ liên quan đến rất là nhiều lĩnh vực. Đó. Thành ra là không thể không phải là chỉ hỏi về một phần, hai phần thôi, được chưa? Những cái câu hỏi đơn giản như là what's your name đó thì chúng ta thường xuyên rồi, đúng không? Chúng ta thường xuyên chúng ta trả lời rồi đó, không có gì khó. What's your name đó, được chưa? What's your surname đó, thì chúng ta chú ý cái của cái surname, được chưa? Surname hay chúng ta còn có thể dùng một cái tên nữa là last name hoặc là family name, được chưa? Surname thì chúng ta được hiểu như là họ của chúng ta vậy đó, được chưa nào? Surname tương đồng với từ như là last name hoặc family name. Thầy cô thì hỏi chúng ta what's your surname, họ của em là gì? What's your family name, what's your last name, thì chúng ta biết được là ba từ này nó đồng nghĩa với nhau, được chưa nè? Có ví dụ như là có một bạn tên là Phạm Thanh Lan chẳng hạn đó, thì khi thầy cô hỏi là oh what's your surname thì chúng ta biết được surname là từ gì? Từ Phạm, đúng không? Đó là họ mà, được chưa? Chúng ta chú ý điều đó để chúng ta không bị sai. Nhiều khi thầy cô hỏi để biết được là chúng ta có biết được cái từ vựng đó là cái gì hay không, được chưa? Đó, what's your surname, mà em trả lời là oh my surname is Lang, là cái là coi như là cô biết à, vậy là em không biết từ vựng đó là gì rồi, đúng không nào? Đó, tiếp theo là how do you spell it. Spell là gì? Đánh vần đó, a b c d e vậy đó, được chưa? Thì các thầy cô sẽ yêu cầu chúng ta đánh vần thử how you spell your surname chẳng hạn, để thể đánh vần cái họ của bạn được hay không. Thì chúng ta nhìn lên à, cô họ Phạm thì là P-H-A-M chẳng hạn. Đó là cái phần đầu tiên cô nói rồi, là cái phần nó rất là dễ để mà chúng ta có khả năng kiếm điểm, được chưa? Thành ra chúng ta cứ cố gắng chúng ta trả lời, được chưa nào? Và chúng ta chú ý trả lời như thế nào? Trả lời như cô nói phía trên đó, phải mở rộng câu trả lời của mình ra thì chúng ta mới có điểm, được chưa? Còn chúng ta thì trả lời oh what's your surname, oh my surname is Phạm, hết, chúng ta sẽ không có điểm. Và chúng ta mở rộng sao thì chúng ta giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập để chúng ta biết được chưa nào. Tiếp theo là những câu hỏi questions of different topics, được chưa? Những câu hỏi như thế nào về những chủ đề khác nhau như là everyday life, cuộc sống hàng ngày của ta nè, free time trong thời gian rảnh rỗi nè, được chưa? Things you like, em thích gì, hoặc là studies, hoặc là fruit, hoặc là holiday đó. Thầy cô hỏi về hết toàn bộ những cái chủ đề xung quanh của chúng ta, được chưa? Bây giờ cô thử ví dụ cho chúng ta câu đầu tiên, làm sao để chúng ta có điểm, được chưa nào?
Ví dụ một câu đơn giản chúng ta hay được hỏi where do you live? Đơn giản thôi đúng không? Where do you live? Bây giờ cô thử coi nha. Cô muốn một bạn nào đó trong lớp thử mở mic. Được chưa nào? Thử mở mic à, và trả lời cho cô thử nếu như tụi em được một câu hỏi là where do you live? Thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Các bạn nào trong lớp muốn không thì chúng ta có thể bấm vào nút giơ tay thì cô sẽ gọi. Không thôi thì cô sẽ gọi ngẫu nhiên. À, bây giờ chúng ta có một cái là where do you live? Đó. Thì chúng ta có được câu hỏi này thì chúng ta sẽ trả lời nó như thế nào? Ok, bạn nào thử nào? Các bạn nào muốn thử không? Tụi em đang học nói mà. Cái của chúng ta là chúng ta nói thì nếu mà chúng ta gặp được nhau á, thì chúng ta sẽ luyện tập dễ hơn. Là chúng ta ở trên học online nên có thể là chúng ta sẽ khó mà luyện tập, nhất là cái phần mà phần nói cặp. Được chưa? Nhưng không sao. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện tập với nhau thôi. Thì bây giờ bạn này sẽ trả lời thử cho cô cái, nếu như cô hỏi chúng ta là where do you live thì chúng ta sẽ trả lời như thế nào? Ok, who can? Ok, who can? Who can? Okay. Yes. Okay. Thử sang first. Thử sang. Yes. Okay. Anything else? Nam chị trả lời là I live in Ho Chi Minh City. Thì chắc chắn 100% cô nói với ta với em là gì đây? Là sẽ không có điểm đâu Sang ơi. Mở rộng câu của mình ra, em coi thử em còn cái gì có thể nói được về thành phố Hồ Chí Minh nữa hay không? Sang ơi. In Việt Nam, ok. Anything else? Còn gì nữa không? Em có thể nói được là em sống ở đó được bao lâu rồi nè. Ok. Nói tiếp đi Sang ơi. Giờ cho cô lại một câu trả lời hoàn chỉnh. Where do you live, Sang? I have been living here for 13 years. Ok, good job. Vậy đó, như vậy thì chúng ta mới có điểm, được chưa? Tụi em có theo kịp câu trả lời của bạn Sang hay không? Thứ nhất, bạn Sang nói là I live in Ho Chi Minh City. Bạn sống ở thành phố Hồ Chí Minh, đúng không nào? Tiếp theo, câu tiếp theo của bạn nói là gì? It's not capital, đúng không? Nó không phải là thủ đô, nhưng mà nó là một thành phố lớn nhất của Việt Nam, đúng không nào? Và cái thứ ba, bạn nói là cái gì? Bạn sống ở đó được bao lâu rồi? Thì như vậy chúng ta mới có điểm. Còn nếu cô hỏi chúng ta where do you live? Oh, I live in Ho Chi Minh City. Thì chắc chắn ta sẽ không có điểm. Được chưa? Chúng ta phải biết là mở rộng câu trả lời của mình ra thì chúng ta mới có điểm. Được chưa nào? Thì cho phần này cô có cho chúng ta, thứ nhất là chúng ta khi chúng ta trả lời thì chắc chắn là I live là không có gì để nói, đúng không? Nhưng chúng ta có ba cái giới từ thường hay sử dụng trong câu này, đó là giới từ in, giới từ on và giới từ at. Được chưa? Sau đó đi với một nơi là nơi chốn, không có gì đặc biệt, đúng không? Thứ nhất là in. In gì? In một vùng, một nơi, đúng không? I live in the La City. I live in Ho Chi Minh City. Đúng không? Tiếp theo là on. On là gì? Đường. Đúng không? Đường. Như I live on Nguyễn Huệ Street chẳng hạn. Đó. Tiếp theo, at là gì? Có số. Đúng không nè? Có số. Số nhà. Tên đường. Đó. I live at 35 Nguyễn Huệ Street, Biên Hòa Province hay như thế nào đó. Được chưa? Đây là ba cách sử dụng khác nhau của in, on và at. Thì chúng ta chú ý để chúng ta không bị sử dụng sai giới từ. Vì sử dụng sai giới từ là chúng ta coi như chúng ta sai ngữ pháp rồi, đúng không nào? Đó. Rồi, bây giờ cái đầu tiên như lúc nãy là bạn Sang có nói đó, được chưa? Đó, là cô nói gì?
Thứ nhất, I live in Đà Lạt City. Nếu như vậy không thì như thế nào? Cô sẽ không có điểm. Đúng không nào? Đó. Giờ cô thêm tiếp theo. I live in Đà Lạt City. Rồi sao nữa? Which. Đúng không nào? Which is the most beautiful city in Việt Nam chẳng hạn. Đó. Như lúc nãy là bạn Sang có sử dụng là biggest. Đó. Đúng không? The biggest thì cô làm là beautiful. Đúng không? Đó. In Việt Nam. I live in Đà Lạt City, which is the most beautiful city in Vietnam. Beautiful city in Vietnam. Được chưa nào? Rồi. Tiếp theo, cô lại nói gì nữa? It is famous for. Famous là gì? Nổi tiếng về cái gì đó. Thì Đà Lạt có thấy nổi tiếng về cái gì? Flower chẳng hạn. Đó. It's famous for flowers. Được chưa? Đó. Và câu cuối cùng, cô có thêm là cái gì? I have been living here for 30 years. Đây là một câu trả lời mà chúng ta muốn để chúng ta có điểm thì chúng ta phải trả lời như vậy thì chúng ta mới có điểm. Được chưa? Chúng ta đang ở trình độ là gì? Là B1 đúng không nào? Là bậc 3, đó là bậc 3. Được chưa? Bậc 3 thì chúng ta phải như thế nào? Phải nói rộng nó ra, đúng không? Phải trả lời tốt nó ra thì chúng ta mới có điểm. Được chưa? Chúng ta chú ý. Cái tí nha. Nó là bị A mất rồi. Rồi. Được chưa nào cả lớp? Rồi tiếp nha. Được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua thử chủ đề tiếp theo. Được chưa? Đây, chủ đề tiếp theo. Ví dụ như là everyday life. Được chưa? Là cuộc sống như thế nào, cuộc sống hàng ngày của chúng ta đó. Được chưa? Everyday life đó. Thì chúng ta coi thử là trong everyday life này, thầy cô sẽ hỏi chúng ta những câu hỏi với nội dung là gì. Được chưa? Đó. Rồi, em đợi cô một tí. Rồi, câu hỏi đầu tiên. Thực tế là for là khi mà chúng ta sử dụng với lại từ for thì chúng ta đã học rồi đúng không nè. Từ for nó hay được sử dụng với thì là thì gì đây, thì present perfect á, đúng không, là thì hiện tại hoàn thành hơn. Thành ra for thường hình hoàn thành là gì, là chúng ta đã sống được ở đây vẫn còn tiếp tục đến hiện tại đúng không, thì chúng ta sử dụng cái này. Còn nếu mà em ghi là I live there for 5 years là ý em muốn trả lời là bây giờ em không còn sống ở đó nữa hả, hay là sao? Động từ live tức là quá thì quá khứ sử dụng khi nào? Khi một sự việc đã kết thúc ở trong quá khứ rồi thì mình mới sử dụng vào thì quá khứ. Được chưa? Bây giờ câu trả lời của em, nếu em nói là như vậy, cô sẽ nghĩ là em không còn sống ở đó nữa. Và mình không còn sống ở đó nữa phải không Đạt nhỉ? Đó, thành ra là câu trả lời của mình nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách mà thầy cô hiểu được hoặc là bạn cùng học ta hiểu được như vậy thì chúng ta trả lời được. Được chưa? Thành ra lúc nãy tại sao cô lại sử dụng thì là present perfect continuous, tức là hiện tại cô vẫn còn đang sống ở đây. Được chưa? Thành ra cô sử dụng thì đó, dùng thì đó là đúng nhất. Được chưa nào? Đó. Hoặc là bây giờ chúng ta vẫn còn đang là sinh viên. Em không thấy, đúng rồi, trên last room là thầy cô không có up speaking nha em nha. Speaking là chỉ khi nào tụi em được học thì tụi em biết, tụi em có thể ghi lại hoặc tụi em có thể chụp lại màn hình thôi, chứ file speaking là không có giáo trình, không có ở trên file last room đâu luôn ơi. Rồi, tiếp theo chúng ta qua cái lĩnh vực tiếp theo. Được chưa? Đầu tiên là everyday life. Đó, câu hỏi hàng ngày của chúng ta sẽ hỏi gì đây? Thứ nhất, have you got a favorite subject? Đó, chúng lại chúng ngay một câu hỏi yes no đúng không nè.
Em có một cái môn học nào yêu thích hay không? Đó. Thì nếu chúng ta trả lời là yes, I have, thì chúng ta phải nói ra môn học đó là gì và lý do vì sao mà nó trở thành cái môn gọi là favorite, môn yêu thích của chúng ta thì chúng ta mới có điểm. Còn nếu chúng ta chỉ trả lời là yes hoặc là no không thì chúng ta sẽ không có điểm, được chưa? Hoặc là khi chúng ta đối với những câu này và trả lời là no chẳng hạn. Đó, cô trả lời là no chẳng hạn. Thì chúng ta cũng nói rõ ra tại sao là không có một môn học yêu thích. Vì sao đó thì nó phải có lý do, tất cả đều phải có lý do thì chúng ta mới có điểm. Được chưa? Hoặc là họ hỏi chúng ta là what subjects do you study? Em học cái gì? Đúng không nè? Đó chúng ta nói ngành ngành của chúng ta ra, học ngành gì đó, công nghệ thông tin, nông học hoặc như thế nào đó, được chưa? Hay là how do you get to school every day? Em đến trường bằng cách nào, đúng không? Đi bằng cái gì? Bus nè, motorbike như thế nào đó, được chưa? Thì chúng ta phải mở rộng nó ra tiếp. Đó là hàng ngày em đến trường như thế nào là chúng ta, đây là everyday life, là cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà, đúng không? Thì chúng ta sẽ nói xung quanh nó làm sao để câu trả lời của chúng ta ít nhất là chúng ta cũng có được ba ý cho cô thì chúng ta mới có điểm. Đó là tại sao mà chúng ta cứ đi ra khỏi phòng thi chúng ta cứ nói là út cô hỏi câu nào cũng trả lời được hết, nhưng khi ra điểm thì chúng ta điểm không cao. Vì sao? Đúng, tụi em trả lời được, tụi em hiểu được câu hỏi của cô đặt ra, đúng không nè? Nhưng chúng ta trả lời chỉ có trả lời ngắn gọn thôi thì chúng ta sẽ không có điểm, được chưa? Đó. Hay là câu thứ tư, do you think that English will be useful for you in the future chẳng hạn. Đó, em có nghĩ rằng tiếng Anh sẽ như thế nào đây, sẽ rất là có ích cho em trong tương lai hay không, cũng là một câu hỏi yes no. Thì khi em đưa ra yes phải đưa lý do tại sao yes, hoặc là no thì phải đưa lý do là tại sao nó no thì chúng ta mới có điểm, được chưa? Và chúng ta chú ý cho cô là cái phần này, cái phần part 1 á, là mỗi bạn sẽ nhận được là 6 câu hỏi, và 6 câu hỏi thì sẽ xuyên suốt, lát nữa chúng ta sẽ học luôn là nó sẽ xuyên suốt từ đầu đến đuôi là lấy ra trong vòng 6 câu hỏi chúng ta. Thành ra không phải là cô hỏi chúng ta ví dụ như là cái phrase 1, cô hỏi chúng ta hết từng từ rồi what's your name, what's your surname như thế nào đó, không, là từng từng cụm một, từng cụm một thầy cô sẽ lấy ra một câu để thầy cô hỏi chúng ta, chứ không phải như trên bảng chúng ta every life có tổng cộng 4 câu cô hỏi hết trong every life đâu, đúng không nào? Đó, không có đâu, là từng phần thầy cô sẽ hỏi chúng ta, được chưa nào? Đó, chúng ta chú ý nha, cô có nói hết rồi đó, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện tập trước cái phần phrase 2 trước, nói về cái phần everyday life trước, được chưa? Ok. Đầu tiên, have you got a favorite subject? Okay, have you got a favorite subject I would like to ask? Phương Chi, please. Phương Chi, can you turn on your micro? Phương Chi, can you? Phương Chi ơi, em có thể mở mic trả lời cho cô câu hỏi đầu tiên được không? Have you got a favorite subject? Chị ơi, chị à. Mít em có vấn đề cô ạ. Ok, rồi, được rồi, chị nghe. Đó, tụi em nhớ là những cái câu này nè, tụi em thường xuyên hàng ngày chúng ta luyện tập với nhau đi. Được chưa? Luyện tập nói, luyện tập với nhau đi để mà chúng ta cố gắng, được chưa nào? Tại vì chúng ta đang ôn mà, ôn chỉ trong vòng có 60 tiết thôi và ngày thi thì chúng ta chưa biết được. Thành ra cô sợ đến ngày thi là chúng ta sẽ quên. Thành ra chúng ta cứ cố gắng, được chưa nào? Cứ từ từ, cố gắng từ từ, chúng ta cứ luyện nói với nhau. Đó, được chưa? Bạn nào mà không gì được thì cứ ghi cho cô câu trả lời, cô sẽ nhìn qua và cô sẽ coi thử là chúng ta có đúng được cái ngữ pháp hay là như thế nào hay không, được chưa? Ok, who can answer my question? Have you got a favorite subject? Ok, Đạt, please. I would like you to answer my question, Đạt, please. Yes, of course. I enjoy learning English because I want to talk to foreign nature and find out about their culture. Ok, good job, Đạt, good. Được chưa? Chúng ta chỉ cần trả lời như bạn Đạt thôi là chúng ta có điểm rồi. Phần này chúng ta không có gọi là không cần phải nói rất là dài, nó dài ơi là dài đâu. Được chưa? Như cô nói thì cần được cho cô ba ấy. Tại vì phần này là phần gọi là introductory thôi mà, chỉ là phần mở dở đầu thôi, được chưa? 6 câu, mỗi câu chúng ta có một điểm.
Thành ra chúng ta phải cố gắng đạt được 6 điểm này, xong rồi sẽ đến những phần còn lại. Được chưa nào? Good job, đạt. Ok, next. Cô cần một bạn khác trả lời tiếp cho cô câu này nào. Who can? You can raise your hand. Ok, please. Cô mà dạy trên lớp là cô sẽ đến tận nơi rồi. Ok. Còn bạn nào nữa không? Tụi em ngại nói đúng không? Thực tế đa số là tụi em sẽ thường hay ngại nói, ngại nhất là cái phần nói. Nhưng mà dù có ngại hay không thì chúng ta cũng phải thi phần này nè. Trúng không nào? Không có trốn tránh được phần nào hết đó. Subtract đúng không cô? Đúng không cô là sao luôn nhỉ? Cô không hiểu câu hỏi của em luôn ơi. Đó, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta bắt buộc chúng ta phải nói mà, đúng không? Chúng ta chú ý cho cô là favorite subject. Ok, favorite subject. Đúng rồi, cái môn học yêu thích của em có cái môn học yêu thích hay không? Chúng ta học rất là nhiều môn mà đúng không? Em thích môn thể dục, hoặc em thích môn chính trị gì đó, hay môn tiếng Anh như là bạn Đạt chọn lúc nãy đó cũng được, không vấn đề gì hết. Favorite subject, được. Rồi, thì cô nghe em nói không cô? Bây giờ cô mới nghe này luôn ơi. Cô nghe rồi luôn ơi. Em trả lời câu đó không cô? Ok. Yeah. Yes, my favorite subject. Subject is history, because history tell me about national hero. Okay. Anything else? Chỉ có tells you about national heroes thôi đúng không? Anh hùng của chúng ta, anh hùng của dân tộc thôi. Còn gì nữa không? Hả? Em thích môn lịch sử bởi vì mình sợ chắc ta biết được anh hùng dân tộc. Còn gì nữa không luôn nhỉ? Chúng ta tiếp mở rộng ra. Đó, em có thể mở rộng ra tí là một tuần em học môn này mấy lần. Đó, rồi em thường như thế nào, em hay đọc sách lịch sử trong thời gian rảnh rỗi hả? Là chúng ta có thể tự mở rộng câu trả lời của chúng ta ra. Ví dụ như bạn Luân nói, bạn Luân thích là môn history, là môn lịch sử đúng không? Vì môn lịch sử thứ nhất đó, nói cho chúng ta biết về những anh hùng dân tộc này đúng không? Cái tiếp theo, bạn Luân có thể nói tiếp là I usually đúng không? Tôi thường thường, I often hoặc là I always gì đó, tùy bạn, được chưa? Greek history books chẳng hạn, những cuốn sách lịch sử nè đó, in my free time hoặc này, hoặc là 3 times a week, 3 lần một tuần này, hoặc như thế nào đó. Rồi thì gì nữa, em hay đến các hiệu sách để mà mua những cuốn sách nói về lịch sử chẳng hạn. Là chúng ta sẽ tự phải mở rộng câu của chúng ta ra, được chưa nào? Và thêm một phần nữa là đối với những câu này thầy cô sẽ không kiểm tra là chúng ta là nói thật, có nói thật hay không, hay là chúng ta đang nói để cho trả lời được câu đó thôi. Đó, thành ra là chúng ta cố gắng, chúng ta cứ nghe những câu trả lời của bạn, những cái gợi ý của cô, để mà làm sao chúng ta tự có một câu trả lời cho mình chẳng hạn, được chưa? Hoặc ví dụ như các em, tụi em vô, tụi em không biết môn lịch sử, nhưng mà bây giờ lúc đó cô hỏi chúng ta quýnh quá rồi, thì chúng ta lấy cái câu trả lời của bạn thành câu của mình chẳng hạn đó. Hoặc là giờ bạn là môn lịch sử, còn chúng ta là môn địa lý chẳng hạn, được chưa? Thì địa lý thì chúng ta chỉ cần thêm vào đó, giống như môn lịch sử của bạn đó. Em thường hay như thế nào, đọc sách địa lý đó, trong thời gian rảnh rỗi nè, được chưa nào đó, hoặc là như thế nào nữa đó, thì tụi em sẽ tự ghi ra, được chưa? Interesting and useful in my life. Ok, cô đã nhận thấy từ câu bạn tá chính. Yes, good, good job. Best favorite subject because it's very interesting and useful in my life. Ok, good job. Được chưa? Đó, hoặc tụi em có một câu trả lời mẫu của bạn tá chính đó. Thì bạn nào mà chúng ta không có câu trả lời của mình thì chúng ta tự chụp lại, hoặc là ta lưu lại câu trả lời của bạn. Để ví dụ như vô trong phòng thi mà chúng ta có được câu này thì chúng ta, câu này quen quen, hình như một bạn trong lớp của chúng ta có được rồi, thì chúng ta cứ đặt câu của bạn để thầy cô sẽ không kiểm tra là nó trúng hoặc là nó sai. Tụi em hiểu ý cô chưa? Ok, yes. Ok, next. I would like to the okay. Do you think that English will be useful for you in the future? Okay. Who can answer my questions? Who can answer my question? Do you think that English will be useful for you in the future? Okay, who can?
Who can? Chúng ta đọc lên, chúng ta đều hiểu được câu này nói gì đúng không? Đó, bạn có nghĩ rằng đúng không? Tiếng Anh sẽ như thế nào đây? Sẽ có ích, sẽ có ích cho bạn đúng không? Trong tương lai. Thì thứ nhất, đối với câu hỏi này chúng ta chú ý cho cô, chúng ta nói đúng, chúng ta viết cũng đúng, là cái tính từ useful sẽ đi với lại giới từ for. Đó, được chưa? Đó, useful for you in the future. Khi chúng ta trả lời, chúng ta chọn là yes. Được chưa? English will be useful for me in the future. Tụi em chú ý phải đổi lại cái gì đây? Cái object từ cái tân ngữ đó. Đề bài hỏi chúng ta là you thì chúng ta nói lại là gì? Là me đó. Nếu mà chúng ta trả lời là useful for you in the future, tức là you là ai? You là thầy cô đang hỏi chúng ta đó. Được chưa? Thành ra chỉ có một chút xíu thôi là thầy cô sẽ đánh dấu tick vô là cái chỗ đó chúng ta không hoàn thành hoặc như thế nào đó. Được chưa? Ok, rồi Luân ơi, em mở mic giùm cô một tí đi Luân ơi. Dạ, sao cô? Rồi, bây giờ cô mới đọc được câu trả lời của em đó Luân ơi. Thì đầu tiên là my research is history, đúng không? Because that tell me about national heroes. Chỗ đó không có gì hết. Đến câu tiếp theo, and words là national tell me là về cả heroes and words luôn á, đúng không Luân nhỉ? Dạ. Rồi, bây giờ cái động từ make, mẹ thêm s đó thì cho cô biết là chủ ngữ của động từ này là cái từ nào vậy luôn nhỉ? Cái lịch cái cuộc chiến tranh đó cô. The wars. Wars có s. Nghĩa là bây giờ nè, cái history tell me about national heroes and wars luôn, hay là chỉ có tell me là national heroes thôi, còn cái wars đó là chủ ngữ của động từ make. Nó khác nhau quá luôn ơi. Yeah. Để em xem lại. Xem lại cái câu em mới ghi lên cho cô thử. Coi lại thử. I don't like any subject. I hate. So hate là mình đi dùng với verb in luôn. So hate không có sử dụng to đó. Một là to là I hate to. I hate to sit. Hai là I hate sitting. Được chưa? Một là I hate to sit, hai là I hate sitting. Được chưa? Chứ không có I hate to sitting đâu. Được chưa nè? In class, I want to practice and experiences. I want to practice. Tôi muốn thực hành đúng không? Và kinh nghiệm. Practice, chỗ đó là động từ. Sau to là động từ. And experiences, chỗ đó của em là danh từ. Nó không có khớp với nhau. Được chưa? I want to practice. To get many experiences, or to get more experiences. Tôi muốn thực hành nhiều hơn nữa, đúng không? Để mà có nhiều kinh nghiệm hơn, được chưa? Experience, chỗ đó là danh từ. Được chưa nào? Ra chúng ta phải có động từ vô đó. Sai. Yes, I do because in English, I can go anywhere in the world and I think that no longer worry about language barrier. Okay. Having English helped me to be more confident in life, in my life. Have English, speaking English, có tiếng Anh như thế nào đó thì động từ have phải thêm, phải là chia động từ. Tại vì having đứng đầu câu là một động từ verb in, được chưa nè? Thì nó là số ít động từ phải thêm s đó, được chưa? Đạt có thể, người ta có thể mở mic được nói thì em phải mở mic em nói đi Đạt ơi. Yeah. Okay. Yes, I do because this in this I can go anywhere in the world. No longer worry about language barrier. Having English helps me to be more confident in my life. Okay, good job. Được chưa nè? Rồi. Được chưa? Những cái câu hỏi của phần part 1 này nó không có khó bởi vì nó toàn những câu hỏi xung quanh chúng ta thôi và nó cũng lẫn quẩn trong những cái câu mà thầy cô đưa ra ở trên này thôi. Được chưa? Tiếp theo chúng ta qua cái phrase 2 là free time. Được chưa nào? Free time thì không gì hết. What do you do in your free time? Đó. Làm gì trong thời gian rảnh rỗi của mình? Đúng không nào? Câu này là câu thường thường mà lúc nào chúng ta cũng được hỏi cả. Đúng không nào? Tiếp theo.
What did you do last weekend? What did, tụi em chú ý cho câu hỏi chúng ta là cái gì? Tuần trước chúng ta làm cái gì? Đúng không nào? Thì chúng ta hỏi là quá khứ. Thì chúng ta chú ý là quá khứ á, được chưa? Quá khứ thì chúng ta phải trả lời lại là quá khứ. Tất cả những động từ phải chuyển sang quá khứ khi chúng ta trả lời. Đúng rồi, phải thêm SE, tại vì having là một động từ, verb in ở đầu câu là số ít đó. Được chưa Đạt nhé? Đó. Được chưa? Tiếp theo là what are your plans for this weekend? Bạn có kế hoạch gì cho cuối tuần này chưa? Đó, chẳng hạn, được chưa? Đó. Tiếp theo, do you have any hobbies? Được chưa? Bạn có sở thích gì hay không? À, what do you like doing after school? Sau khi học, sau giờ học thì bạn thích làm cái gì, làm điều gì chẳng hạn đó. What activities do you enjoy doing on holiday? Được chưa? Bạn thích làm gì khi đi nghỉ chơi gì đó. Đó, đây là những câu hỏi nằm ở trong phần free time. À, không phải thầy cô lúc nào cũng sẽ hỏi chúng ta hết toàn bộ những câu này. Mà thầy cô như thế nào đây? Chỉ chọn ra, đúng không nè? Chỉ chọn ra, đó, câu nào thầy cô mà như thế nào hỏi thì thầy cô hỏi chúng ta mà thôi. Được chưa? Rồi, hỏi về những cái câu trong phần free time là những cái câu rất là đơn giản, đúng không nào? Để chúng ta dễ có thể trả lời. Đó, chúng ta đọc thật kỹ câu hỏi đi. Và bắt đầu là cô sẽ hỏi bất chợt chúng ta một câu nào đó. Được chưa? Chúng ta nhìn thật kỹ coi thử. Đó. In your free time, chúng ta thường hay liệt kê in my free time, rồi I like watching TV nè, rồi listening to music nè, rồi going shopping, rồi playing volleyball. Tức là đối với những câu này thường thường tụi em sẽ ngồi tụi em liệt kê ra một đống đó, đúng không? Đó là những cái mà cách mà thường thường chúng ta hay trả lời, được chưa? Thì chúng ta chú ý sử dụng từ like của chúng ta vậy đó. Chúng ta có hai cái, đúng không? Một là I like watching hoặc là I like to watch. Nếu như chúng ta sử dụng là watching, tức là verb in sau động từ like, thì tất cả những cái ở dưới chúng ta cũng sử dụng cho cô là verb in, được chưa nào? Hoặc nếu chúng ta sử dụng là to verb, I like to watch TV, thì đằng sau cũng là to listen to music, to go shopping, to play volleyball chẳng hạn. Đó, chúng ta phải có một cái chúng ta anh được gọi là parallel, tức là nó phải tương đồng với nhau, được chưa nào? Thì đối với những câu này bây giờ chúng ta muốn trả lời để mà chúng ta có điểm thì chúng ta như thế nào? Thứ nhất, with whom, đi với ai? Đó, thời gian rảnh rỗi này em thường hay đi với ai? Đó, hay là chúng ta chỉ cần làm một cái thôi, go shopping thôi. In my free time, I usually go shopping. Thứ nhất, with whom, với ai? With my mother, với mẹ của tôi chẳng hạn. Tiếp theo là why, tại sao em lại thích cái này chẳng hạn. Được chưa? Tại sao em lại thích cái này chẳng hạn. Đó, thì chúng ta phải tự mở rộng câu trả lời của chúng ta ra để mà chúng ta có điểm. Chứ chúng ta cứ như xưa là mỗi lần hỏi tới câu hỏi này là chúng ta y như là y xưa thôi. Ô, liệt kê một đống quá trời đất ra. Được chưa? Mà không cần liệt kê nhiều, có thể tụi em chỉ cần chọn cho cô một cái hành động chúng ta làm trong free time được rồi. Tiếp theo, with whom, với ai nè, tại sao? Được chưa? Tại sao? Cô ví dụ, cô chọn là gì? In my free time, thời gian rảnh rỗi của cô làm gì đây? I like watching TV with my parents. Đó, cô tin gì? Cô thích xem TV với ai đây? With my parents, với ba mẹ, được chưa? In order to discuss everything on TV with them. Để làm gì đây? Để thảo luận tất cả mọi thứ ở trên TV cùng với họ. Họ là ai? My parents, đúng không nào? Sometimes my work is quite stressful. Đúng không nào? Đó, đôi khi thì công việc như thế nào chắc chắn thì sẽ phải áp lực, đúng không? Vì vậy như thế nào? So it's good to just get home and be together. Vì vậy như thế nào đây? Rất là thoải mái, rất là tuyệt vời khi gì đây? Chỉ cần về nhà và được ở cùng với họ là được rồi. Đó. Nên chúng ta sẽ tự đưa ra lý do, không cần chúng ta phải liệt kê quá nhiều hành động. Chúng ta chỉ cần chọn cho cô như thế nào, một cái hành động duy nhất mà thôi. Đó. Và chúng ta đưa ra được thứ nhất là cùng với ai, và thứ hai là tại sao. Được chưa? Thường thường free time là thời gian rảnh rỗi mà, đúng không? Ta hay làm cái gì? Đó. Thì chúng ta phải tự mở rộng câu trả lời của mình ra thì chúng ta mới có điểm. Được chưa? Ok. Thì đối với câu what do you do in your free time này nè, được chưa? Đó. Thì chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể dùng câu này với cái gì đây? Do you have any hobbies? Em có sở thích gì hay không? Thì sở thích của mình cũng là cái gì?
coi tivi chẳng hạn đó. What do you like doing after school? Sau giờ học em thích làm gì? À, sau giờ học của em thích làm gì? Cũng xem tivi cùng với ba mẹ. Nghĩa là có một câu trả lời mà chúng ta như thế nào đây? Chúng ta cũng sẽ có trả lời được rất là nhiều câu hỏi khác nhau. Được chưa nào? Đó. Được chưa? Cái vấn đề cô đưa ra là gì? Chúng ta phải tự mở rộng câu trả lời của mình ra thì chúng ta mới có điểm. Được chưa? Còn chúng ta cứ như xưa là chúng ta chỉ thứ nhất trả lời một hai từ đó chẳng hạn, được chưa? Hoặc là như thế nào, hoặc là chúng ta liệt kê ra thì chúng ta sẽ không có điểm đâu đó. Cô quay lại cái phần ví dụ, được chưa? Ví dụ cô đưa lại cho chúng ta cái phần ví dụ để chúng ta nhìn rõ hơn. Ok, cô sẽ làm to ra để chúng ta nhìn cho rõ nha. Được chưa? À, phải mở rộng câu trả lời thì chúng ta mới có điểm. Rồi, ok. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại cái slide mà có câu hỏi. Được chưa nào? Ok, so I would like. Ok, Trâm Anh. Vũ Thị Trâm Anh. Trâm Anh. Em có thể mở mic và trả lời cho cô được à? Cái câu What do you do in your free time được không Trâm Anh ơi? Vũ Thị Trâm Anh, Trâm Anh ơi em có ở đó không Trâm Anh ơi? Ok. Trâm Anh không được hả? Để cô thử coi nha. Phục nấu. Ok, Nguyễn Thị Liên. Liên ơi. Em chào Ok. So, what do you do in your free time? In my free time, I like go to shopping with Why? Tại sao em thích go shopping? Biết em friend. chỉ muốn nói là go shopping với my friends thôi. Chắc chắn 100% là mình chưa có điểm đâu Liên ơi. Cứ một câu trả lời là mình được một điểm. Được chưa? Thành ra mình phải cố gắng làm sao mình được chọn một điểm đó luôn. Và phần 1 là phần đơn giản. Hiện tại vẫn còn đang rất là đơn giản nên ta cố gắng tiếp theo nha. Tại sao mình chọn shopping with my friends? Hoặc là em có thể ghi là shopping là bao nhiêu nè, thời gian là bao lâu nè, bao nhiêu một tuần hoặc như thế nào đó. Được chưa? Ok. Ủa Liên ơi, trả lời tiếp. Trả cô hết đã Liên ơi. Trang từ từ cô. Ok, lát rồi cô gọi lại nha, lát cô quay lại nha Liên nha. Ok. Rồi Đạt ơi, mở mic đọc cho cô câu trả lời vừa rồi của em đi Đạt ơi. In my free time, I often listen to music. The singer I like is Jet. He sings very well. I often go to coffee with my friend after study class mat to watch her new song. Ok, đầu tiên là sau after. After là một giới từ nên chắc chắn sau after sử dụng drop in cho cô chỗ này. I often go to coffee with my friend after studying. Được chưa? Tiếp theo là lớp. Được chưa? Studying, em sửa được cái phần đó chưa? Đó. Math class, English class, math class, không có class math đâu. Em đưa cái từ math lên đằng trước từ class cho cô. Được chưa nào? Tiếp theo là song, song á, là bài hát thì chúng ta không sử dụng với watch. Được chưa? Chỉ có là listen thôi. Đó.
I got coffee with my friend after studying math class to listen to her new song. Còn nếu watch thì video nè. Được chưa? Đó. Nghĩa là watch là xem nè. Song là bài hát, không có xem bài hát được. Bài hát là gọi là listen. Được chưa? Còn nếu mà muốn xem thì phải là watch gì? Her new videos chẳng hạn. Đó. Được chưa? Ok. Rồi. Ok, who can? Ok. Huỳnh Nhật Quang hả? Quang ơi, em có thể mở mic đọc cho cô câu trả lời của em được không Quang ơi? Dạ, yeah, cô có nghe rõ không? Rồi, cô nghe Quang ơi. Dạ yeah, rồi. In my free time, I like reading books, listening to music, cooking or drawing a picture. I'm do it alone, but sometimes I'm playing badminton with my best friend. It helps me feel comfortable after stressful working and studying hours. Also, it helps me develop my talent. Okay, rồi. Cái đầu tiên là đọc xong rồi đã. Được chưa? Cái tiếp theo là bây giờ cô sửa ngữ pháp trước. Cô sửa xong ngữ pháp rồi thì mình sẽ đọc lại cho nó lưu loát hơn. Được chưa nè? Đầu tiên là in my free time, I like reading books or listening to music, cooking, drawing a picture. Không có vấn đề gì hết. Được chưa? Đó. Tiếp theo em nói gì? However, I do dumb alone. Em liệt kê là rất là nhiều thứ đúng không nè? Reading books nè, listening to music nè. Nó có rất là nhiều hoạt động, rất là nhiều activity. Thành ra là sử dụng giới từ cho cô số nhiều cho cô là dumb. However, I do dumb alone. Tức là cái gì? Khi chúng ta speaking là chúng ta sẽ nói theo cái ngữ điệu của chúng ta mà đúng không? Đó. Nên tôi làm có một mình thôi. However, I do dumb alone. But sometimes, tiếp theo đây, không có dùng playing chỗ này, được chưa? Verb in là chỉ sử dụng khi nào, thứ nhất là sau giới từ, thứ hai là sau những cái động từ của nó, được chưa? Cái này là cái gì đây? But sometimes I play, bỏ in đi, I play badminton with my best friend. Đó, đi nói đã. It has me feel calm after gì đây? After stressful working. Rồi tiếp theo cái chỗ này, được chưa? Studying hours. Chỗ này là mình sẽ bị nhầm một chút rồi đây. Được chưa? Đến khúc đầu là được rồi đó. Đến khúc sau nè. Thứ nhất, stressful là tính từ. Được chưa nè? Working chỗ này sẽ đóng vai trò là động từ. Thì sau after là giới từ. Đó, thành ra là tính từ nó sẽ không đi với động từ. Được chưa? Nếu em làm là stressful after stressful time chẳng hạn. Sau những cái thời gian bị stress như là time chẳng hạn đó, thêm danh từ vào chỗ này thì được. Là after stressful hours chẳng hạn đó. Also it helps me develop my talent. Thì không có vấn đề gì cả. Được chưa? Rồi. I have always been a music lover, so whenever I have free time I just put on my headphones and try my favorite tune. Okay, good job to me. This is preference cut from a busy life. And it's relaxing. Okay, good. Ok, Nhân phải không? Nhân có thể bật mic lên đọc được, nói được cho cô cái câu này không Nhân ơi? À. Ok, cô hỏi đã rồi, trả lời, được chưa nào? Ok, so Nhân, do you have any hobbies? Yeah, I have many hobbies. Okay. Yeah. And what? Câu này vẫn có thể trả lời được cái câu mà em vừa mới đánh luôn đó Nhân, không vấn đề gì hết. Cô can nói continue rồi. More, continue more. Yeah, and I have many hobbies, but the most hobby is maybe listening to music. And when I have free time, I just put my earphone and enjoy my favorite tunes. To me, music provides an escape from the busy life, as it is relaxing. Okay, good job. Được chưa nào? Thì em sẽ thấy là khi mà chúng ta luyện tập rồi, nó sẽ khác hẳn so với hồi xưa. Chúng ta đối với những câu này thường thường tem tàng liệt kê thôi.
chưa nào? Okay, vì in my free time I like going to supermarket with my children because they like toys and candy in PC. Okay, and then we go to eat KFC at the market at BBC. Okay, rồi bây giờ là cái câu của chị Vy á, thì cái phần đó là they like, họ thích đúng không, đồ chơi và kẹo đúng không, thì toy là một món đồ chơi thôi, candy là chỉ có một viên kẹo thôi, thành ra đối với cái này I like toys, chịu khó thêm plural một chút, thêm số nhiều một chút, candies mình cũng làm số nhiều một chút, đúng rồi, toy thì thêm s, còn candy á, thì khi mà chúng ta chuyển sang số nhiều á thì phải chuyển y dài thành y ngắn rồi thêm es cơ, được chưa nè, và khi mình nói mà cũng thể hiện được là they like toys and candies in PC chẳng hạn đó, thì chúng ta cũng thể hiện được cái điều đó, được chưa nè. Ok, good job. Chị Phụng Vy có thể mở mic và nói được câu này không chị Phụng Vy nhỉ? Yeah, in my free time I like go to supermarket with my children because they like toys and candies in Big C, and then we go to eat KFC at New Market at Phan Bộ Châu Street. Okay, yes, good job. Yeah, right. Maybe I have a watch cooking videos that we cook food to our teaching because I think I should know how to cook too. Okay, good job luôn. Wow. Câu trả lời của em là một bạn nam đó. Ok, yes. So I really really want to enjoy your food luôn. Yes. Luôn please. Luôn ơi. Mở dạ. Biết được không Luôn ơi? Ok. Dạ, dạ. Sự thật không Luôn ơi? Đây là sự thật hả? Dạ, biết nấu mấy món hả cô ơi? Ok, so. Right. Ok, what do you do in your free time? Luân. In my free time, I often watch cooking video, and I will cook the food they are teaching because I think I should know how to cook too. Okay, good job. Yes. Okay. Được chưa nào? Đó là cái phần này. Every life hoặc là free time, đúng không nào? Không có gì khó cả, được chưa? Rồi chúng ta sẽ qua cái tiếp theo. Rồi chúng ta sẽ qua tiếp những câu hỏi tiếp theo, được chưa? Đây. Rồi về cái gì đây? Where do you live hoặc là things you like? Được chưa? Về food, về music. Rồi đầu tiên, cái đầu tiên của chúng ta là where do you live? Đó, như lúc nãy chúng ta nói là where do you live, nó nằm ở phía trên. Như vậy tôi đã có hướng dẫn chúng ta phần này rồi đúng không? Cái câu tiếp theo. What activities can you do in your neighborhood? Trong khu phố, trong thôn xóm của bạn đó, đó chúng ta có thể làm những cái hoạt động gì, tổ chức cái gì, hoạt động như thế nào, được chưa? Đó. What do you like about your neighborhood? Em thích cái gì về khu phố, xóm gì, vùng lân cận của mình đó, thích cái gì, được chưa nào? Đó. Tiếp theo, how can people travel around the town, city hoặc area? Được chưa? Đó là cái phần phrase 2, nói về living. Tiếp theo, things you like. Vấn đề bạn thích. Thứ nhất, what food do you like? Thích món gì? Được chưa? Tiếp theo, what clothes do you usually wear? Bình thường chúng ta hay mặc những cái đồ gì? Được chưa nào? Đó. What music do you like? Bạn thích âm nhạc đúng không nào? How often do you watch TV? Có thường xuyên xem TV hay không? Thường xuyên như thế nào? Bao nhiêu giờ một ngày? Bao nhiêu giờ một tuần chẳng hạn? Đó. Hay là what's your favorite phim? Phim thích của bạn là phim gì? Thì bạn kể ra luôn cái nội dung của nó là như thế nào, thế nào, thế nào đó. Hoặc là TV show. Đó. Được chưa? Những cái trên TV, đó, những cuộc thi gì đó. Bạn thích cuộc thi nào? Được chưa? Hoặc là why do you like it? Và tại sao điều đó? Được chưa? Đó. Đây là những câu hỏi về lĩnh vực là tiếp theo của chúng ta, được chưa? Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc kỹ những câu này và chúng ta sẽ bắt đầu trả lời những câu này, được chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ đi cái phần ở trên trước. Ở trên có 4 câu hỏi, mình sẽ đi cái phần ở trên trước, được chưa? Where do you live? Câu hỏi này thì đúng lại chúng ta đã luyện ở đằng trước rồi, thì bây giờ chúng ta bỏ qua câu này thì chúng ta sẽ nhìn lại 3 câu còn lại, được chưa? Câu đầu tiên, what activities can you do in your neighborhood? Câu đó trước đi. Đó. Và suy nghĩ
nghĩ. Được cái là hoạt động đó thường thường là em làm như thế nào, thời gian ra sao, rồi này nữa là mình tự thêm vào một số điều để mình làm cho câu của mình như thế nào đây. Câu của mình gọi là chúng ta phải mở rộng, bắt đầu cô có nói rồi đúng không, phải extend đúng không, mở rộng cái bốn câu trả lời của mình ra thì chúng ta mới có điểm được chưa nào. Đó thường làm gì thì chúng ta phải nói ra thì chúng ta mới có điểm. Như thường thường là gì, các bạn trong xóm mình làm gì hay tập trung lại với nhau, làm gì nghe nhạc nè, coi phim nè, ví dụ vậy đó, tập trung ở nhà ông nào đó, thằng bạn nào đó, như thế nào đó đó, thì chúng ta sẽ tự mở rộng vốn ra, nghĩa là chúng ta đâu biết được chúng ta có trúng câu này hay không mà đúng không, thì chúng ta cũng phải tự có câu trả lời, không thể nào chúng ta trả lời là oh I have no idea, em không có ý gì hết, em không có ý tưởng, như là I can't answer this question, nó không thể nào trả lời như vậy được. Vì chúng ta trả lời như vậy thì chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ không có điểm đâu. Được chưa? Rồi. Chúng ta phải trả lời thì chúng ta mới nhớ, ta tự nhớ được là ơ chúng ta đã nói cái gì, đã trả lời được cái vấn đề gì. Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của bạn Thu Hương.
Rồi, chúng ta nhìn vào câu trả lời của bạn Hương trước. Bạn Hương đã có câu trả lời của bạn Hương. My neighbors and me. Ngay cái đầu tiên là bạn Hương đã bị nhầm một chút vì me đóng vai trò là tân ngữ mà thôi. Bây giờ nếu em muốn thành me thành chủ ngữ thì my neighbors and I cơ. Được chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở phần watch chứ không phải là watching. Được chưa nào? Đó là chia động từ là động từ. Thì hiện tại bình thường thôi. My neighbors and I often watch TV together or go to the supermarket. And sometimes we walk, chứ không có walking. Được chưa? We walk around Sunning Lake to do exercise. Được chưa? To do. Tập thể dục là đi với lại động từ do. Do exercise. Rồi, Hương sửa kịp. Cô đưa ra không Hương? Thứ nhất, me trở lại thành I. Tiếp theo động từ watching thì em bỏ in đi, chỉ có watch mà thôi. Được chưa? Tiếp theo là động từ walk thì bỏ in đi, chỉ có walk mà thôi. Tiếp theo là supermarket hoặc là sometimes, có biết sai lỗi chính tả thì không vấn đề gì cả. Để chúng ta nói mà, được chưa? Em đọc lên vẫn là sometimes. Mà cái quan trọng là động từ thì chắc chắn là không thể sai được. Được chưa nè? Rồi. Hương có thể mở mic đọc câu trả lời của mình lên cho cô được không Hương ơi? Yeah. Okay. My neighbor and I often watch TV together or go to the supermarket and sometimes we walk around Xuân Hương Lake to do exercise. Okay, good job. Được chưa nào? Okay. Neighborhood là vùng lân cận, tức là trong vùng của mình, xung quanh của mình vậy đó. Còn nếu mà bạn Vy muốn nói là hàng xóm á, thì là my neighbor is hẳn thôi chứ không có hood. Được chưa? Bỏ cái hood đằng sau đi. Đó. Tiếp theo là she like. Được chưa? Cô ấy thích, nếu mà chị sử dụng ed chỗ này tức là quá khứ, đúng không nào? Là quá khứ. Đó. Thì bây giờ cô ấy còn thích hay không? Nếu như chỗ này là she like playing baby doll and cooking. Được chưa? Vì nó cũng giống như từ like thì cook, sau từ like thành ra là and cooking đó. And like cooking thì hai từ like mình bỏ đi, còn một cái thành cook, thành ra là cooking. Được chưa? Đó, cái thứ nhất là my neighbor. Được chưa? Thứ hai là like, chúng ta chuyển thành là hiện tại thôi. She likes, bỏ ed đi, thay bằng hiện tại là chia s thôi. Được chưa nào? Đó. And cooking, we usually cook some rice and soup for her baby doll. Okay. The afternoon we sing a song. Rồi in the afternoon we là số nhiều, động từ sing không có s, được chưa? We sing thôi. Được chưa nào? Tiếp theo là chúng tôi chỉ hát có một bài hát thôi à. Đúng không? We sing many songs. Đó, thêm s vào, tôi hát rất là nhiều bài hát. Còn nếu chị thích hát một bài cũng được. In the afternoon we sing a song. Sing bỏ s đi là được. Được chưa nào? Rồi chị Phụng Vy mở mic đi ạ. Ok, yeah. Rồi để hỏi trước chị Vy trả lời để nhớ được câu hỏi luôn, được chưa nào? Ok, what activities can you do in your neighborhood? My neighbor she like playing baby doll and cooking. We usually cook some rice and soup for her baby doll. In the afternoon we sing a songs. Ok, we sing a songs. A song, song thì song không có s. Còn nếu mà we sing many songs thì mới có s. Many songs, yes. Okay, right. Okay, thank you. Well, I often watch soccer with my neighborhood together. In some special spot, I'm a sort of euro, we usually watch all the night. Okay, right. Cái câu trả lời của bạn Sang cũng giống như phía trên đó, là chúng ta cũng vậy. Neighborhood đó là vùng lân cận, đúng không? Đó thì không có together, vùng lân cận là không có cùng với nhau. Cùng với nhau là gì? Em chỉ người thôi. I often watch soccer, em dùng with là với người, đúng không? With my neighbors, được chưa? Đó, hay là we often watch soccer together thì được, còn đã with rồi. Chờ with my đó. In some special không có vấn đề gì hết. Ý chứ nè. Ok. Rồi, Sang ơi, mở mic lên trả lời câu hỏi của mình đi, Sang ơi. Ok, được chưa? Good job.
To tell the truth is that I don't really get much free time to do anything outside because of spending too much time at work. Good. However, I also try to take part in some shows if my laboratory practice have finished in my neighborhood when I have free time. Okay, good job. I'm still sometimes doing something work. Okay. And to have others in the other neighborhood. Good job. Đẹp ơi, mở mic đi Đẹp ơi. Yeah, em đây có. Okay, so what activities can you do in your neighborhood? To tell the truth, these days I don't really free time to do anything outside because of spending too much time at work. However, I also try to part in social even like birthday party. Event like birthday parties or picnics in my neighborhood. When I have free time, I also sometimes join some voluntary work that I'm to help other or make our neighborhood clean and green. Good job. Câu trả lời này mà em hơi là em chọn điểm luôn đó. Được chưa? Không có bàn cãi với được chọn điểm luôn, mà cái vấn đề là vô phòng thi em có nhớ được hay không thôi, không vấn đề gì hết. Nếu như chúng ta trả lời đến cái phần là fitness in my neighborhood where I have free time thôi là em cũng đã có điểm rồi, trả lời thêm phần sau được càng tốt nữa, vì cái vấn đề là làm cho môi trường, đúng không? Green and clean, good, được chưa? Đó, good job. I usually play badminton with my neighbors in afternoon. Rồi câu trả lời của Luân cũng giống như lúc nãy cô có nói về một câu trả lời phía trên á. Cái từ me đó nó chỉ là tân ngữ mà thôi. Nếu nó trở thành là chủ ngữ thì nó phải là I. Được chưa nào? They and I. Đó thì chúng ta có thể sử dụng là we cũng được. Được chưa? Play badminton with my neighbors. Đó thì chúng ta trở thành là we. We play badminton in the top là how chẳng hạn. Nếu em thích trả lời là they thì là my neighbors and I. Được chưa nào? Đó. And when the game is over, we go to okay, good job. Rồi cái còn sửa lúc nãy của chị Phụng Vy đó, để cho chị Phụng Vy nhìn lại trên cái của mình đó, cái động từ playing đó viết sai chính tả thôi, bỏ qua cái phần viết sai chính tả của từ neighbor và của từ playing. Giờ chúng ta quay lại cái từ song lúc nãy đó, mà tôi có nói với chị là từ song có S á, thì là số nhiều, we sing many songs. Đó, còn nếu mà chị chọn thì a song không có S, đó là cái lỗi sai cơ bản ở trong phần ngữ pháp thôi, được chưa nè. Ok, in my neighborhood. Rồi, ok. Rồi bây giờ đến câu của bạn chính nè. Thứ nhất đó là in my neighborhood, có in, có cái giới từ in ở đầu câu á, thì chắc chắn nó là giới từ, cô xin lỗi, nó là trạng từ chỉ nơi chốn, không mà trạng từ chỉ nơi chốn thì không thể nào mà làm chủ ngữ được. Thành ra là in my neighborhood thì không thể làm chủ ngữ cho cái động từ have được. Được chưa? In my neighborhood, we have a small gì đó. Là chúng ta trong cái vùng của chúng tôi thì chúng tôi thường hay làm cái gì đó, we usually have gì đó. Được chưa? Đó là câu của bạn chính đó. And my neighbors are very friendly. So in the weekend we often have a BBQ. Bring and sing together, it helps us closer. Ok, được chưa? Thành ra nó đổi là in my neighborhood, we have, thì đó hay là my neighbors and I cũng được, tùy chúng ta. Còn nếu đã là in ở đó trước rồi thì nó là trạng ngữ chỉ nơi chốn rồi thì không thể nào mà làm chủ ngữ được. Được chưa nè? Rồi, Chính ơi, mở mic lên Chính ơi. Dạ, em đây cô. Rồi, ok, yes. So, ok. So what activities can you do in your neighborhood? Yes, in my neighborhood we have a small park and my neighbor are very friendly. So in the weekend we often have a BBQ party, drink and sing together. It help us closer. Okay, good job. Được chưa? Đó. Chúng ta chú ý là cứ một buổi học là chúng ta sẽ ôn một phần. Thì giống như là ngày hôm nay chúng ta sẽ ôn cái part 1, qua đến buổi học lần sau là chúng ta qua cái phần gọi là part 2 rồi. Đó, chúng ta chỉ quay lại cái phần này và cái buổi cuối cùng là chúng ta sẽ luyện là chúng ta đi tất cả các part thôi. Rồi chúng ta chú ý những câu hỏi này, được chưa? Để chúng ta gắn.
Em biết mà sợ đọc không đúng. Không sao hết, chúng ta sẽ luyện, tức là chúng ta sẽ phải đọc thường xuyên, nói thường xuyên thì chúng ta sẽ nhớ. Khi mà chúng ta đọc lên á, khi mà chúng ta nói á, thì sẽ có một số từ chúng ta thấy chúng ta phát âm khó quá, thì chúng ta có thể bỏ qua, chúng ta dùng cái khác được, không vấn đề gì hết. Được chưa? Sửa thành quy quy thôi đúng không cô? Con của Luân hả? Đúng rồi, we will cũng được, đúng rồi, không có me and them. Me với them, chú ý là nó chỉ là tân ngữ thôi, được chưa? Khi chúng ta chọn chủ ngữ thì phải sử dụng đúng chủ ngữ của nó, được chưa nè? Ok, rồi. What do you like about your neighborhood? Câu đối với câu này chúng ta vẫn có thể trả lời được như thế nào, trả lời được giống như cái câu trên của chúng ta đó. What activities can you do, đúng không nè? Đó, bạn thích cái gì ở cái nơi mà bạn sống, ở cái vùng lân cận của mình đó, đó thì chúng ta cũng có thể trả lời là chúng ta làm được rất là nhiều hoạt động ở trong cái này của chúng ta, chính vì vậy mà như thế nào, ta thích nơi của mình sống không vấn đề gì hết. Tức là những câu này chúng ta có thể trả lời cho nhau được, không vấn đề gì hết, được chưa? Rồi, quan trọng chúng ta qua câu thứ tư đi. How can people travel around your town, hoặc là around your city, or around your area? How can? Ta coi thử mọi người có thể đi du lịch đó, nơi của chúng ta như thế nào đây, đi bằng cái gì, chúng ta nổi tiếng là có cái gì, như thế nào đó. Wow. Ok, rồi cô đã nhận được câu trả lời của bạn Nhân. Good job. Wow, good job Nhân. Yes. Rồi chúng ta nhìn vào câu trả lời của bạn Nhân, ta sẽ thấy bạn trả lời đúng mà ngữ pháp nó cũng không có vấn đề gì luôn. Rồi chúng ta nhìn vô câu trả lời của bạn Nhân. Được chưa nào? Bạn nói gì đây? Đọc chúng ta coi thử, được chưa? Đó, đi lại trong thành phố của bạn đó đúng không? Đó thì rất là convenient là gì? Rất là thuận tiện. Compared to là so với, được chưa? So với đó những cái thành phố khác của Việt Nam, được chưa? Như thế nào đây, có cái gì đây? Đó, quý khách có thể dễ dàng, ở là chúng ta đó, quý khách có thể dễ dàng như thế nào đây, đi bộ đúng không nè, đó, đi xích lô, được chưa? Đó, cycle and bicycle, và xe đạp, được chưa nào đó, được chưa? On foot, cycle and on bicycle đó, đi và đi xe đạp, được chưa nào? Đến đâu đây, tham quan các địa điểm nổi tiếng này, nhà hàng nè, quán bar nè, cửa hiệu nè đó. Câu của bạn là bạn viết cái từ highlights attraction restaurant bar ở phía trên, ở candy is a rich on gì đó, thì mà chúng ta dịch thì chúng ta sẽ dịch ngược lại trước là quý khách có thể đó, được chưa nào? Đó, rồi tiếp theo có đến phố cổ Hội An nữa, có cái từ phố cổ Hội An đó. Tiếp theo, vì sự an toàn của quý khách, của du khách đó, for the safety of visitors đó, các phương tiện cơ giới, các phương tiện á thì are prohibited from entering, thì bị cấm, được chưa, vào phố cổ Hội An trong một vài giờ mỗi ngày. Good job Nhân ơi, mở mic đi Nhân ơi. Nhân ơi, mở mic được không Nhân ơi? Dạ được rồi. Rồi, ok. So how can people travel around your city?
Well, to traveling around my city, yeah, very convenient. Yeah, compared to other city in Vietnam, highlight attraction, restaurant, bars, and shops in Hoi An, ancient town, can be easily reached on foot, cycle, and on bicycle. For safety of visitor, motorized vehicles are prohibited from entering Hoi An ancient town for several hours every day. Good job. Yeah. Cô mà coi thi mà trúng ngay bạn trả lời câu này là quá tuyệt vời luôn á. Good job. Là cô nhìn là cô nhìn câu ở dưới phải không đẹp ơi? Dạ câu dưới cô. Okay. In which I live mainly because it is run clean. I drew the neighborhood in my city hoặc là in the city để có xác nhận được là cái nơi nào rồi đúng không? Neighborhood mà đúng không? I drew là em nhấn mạnh thì em thêm in my city cũng được, thêm my vào hoặc là thêm the vào, thêm mạo từ hoặc là thêm sở hữu đằng trước từ city cho cô. Thứ nhất, in which I live mainly because it's rather clean. Okay, friendly neighborhood where houses and homes are built in a plain manner. Okay, good. I like my neighborhood also because people here are mostly very friendly. Good job. Đạt ơi, mở mic đi nào Đạt ơi. Yeah. Rồi, cô hỏi rồi, trả lời, okay. How can people travel around your area? I do like the neighborhood in city in which I live. Many live because this is rather clean neighborhoods where house and homes are built in a planned manner. I like my neighborhood also because people here are most very friendly. Okay, câu này của em trả lời, cô xin lỗi, trả lời cho câu what do you like about your neighborhood đó, phải không chị? Đúng không? Chứ cô đang hỏi là cái câu là how can people travel around cơ, cô đang hỏi câu đó cơ. Câu này thì em trả lời được cho câu là what do you like about your neighborhood, câu này thì đúng hơn đúng không Đạt nhỉ? Cái mình không trả lời được câu 4 hả cô? Không trả lời câu 4 ở hỏi chúng ta là cái gì đây? Chúng ta đọc lại câu 4 và em đọc lại câu trả lời của bạn nhân phía trên á, thì nó mới có, còn câu này nó không trả lời được câu 4 đâu. Câu 4 họ hỏi chúng ta là cái gì? Làm cách nào mà how mà đúng không? How á tức là bằng cách nào, được chưa? Họ kêu chúng ta là mọi người có thể du lịch đó quanh cái nơi mà cái nơi của bạn sống, thành phố, khu vực của bạn bằng cách nào, tức là trong đó nó có cái gì, chơi ra làm sao, như thế nào đó, thì chúng ta sẽ thấy bên mình như travel có thể đi đến đâu, đến vườn hoa thành phố này nọ, hoặc ban đêm có thể đi chợ đêm, có thể đi bộ nè, rồi đi ra có bằng cái gì, how mà bằng cách nào mà. Còn cái này thì nó hợp với câu ở trên hơn, là em thích cái gì ở cái neighborhood của mình thì nó hợp hơn đó Đạt. Dạ em cảm ơn cô. Ok rồi không có gì hết. Rồi cô qua câu trả lời của bạn tiếp theo là bạn Sang. Chúng ta viết á, thì cô thấy em viết tốt, nhưng mà khi mà chúng ta nói á, đúng không, thì bắt đầu là chúng ta sẽ rồi, cô là cô bỏ hết toàn bộ những cái lỗi chính tả nha, cô sẽ bỏ hết qua lỗi chính tả, cô chỉ coi thử cái lỗi ngữ pháp và chúng ta thể hiện nó như thế nào mà thôi, được chưa nè. Thứ nhất, câu của bạn Sang trước nha. People can travel by what everything they want. Ok, but thứ nhất, thứ hai là recommended, được chưa? Nhưng tôi khuyến khích họ recommend đó, thì highly recommend đó, nó là động từ, thì tôi như thế nào đây, khuyến khích họ nên như thế nào thì dùng highly, được chưa nào? But I highly chứ không có hơi.
I recommend chứ không có định đâu. I recommend, được chưa? It là chia thì quá khứ rồi. But I highly recommend they should, đúng không? Should go around by motorcycle because it's convenient. No trolls more, okay. Được chưa nào đó? Qua những con đường nhỏ rồi này nọ đó, được chưa? Can go through small roads, thêm S là qua những con đường nhỏ. The city has a lot of small roads, a lot of, rất là nhiều, a lot, được chưa? A lot of small roads, có rất là nhiều con đường nhỏ. Mình đã kêu là có rất nhiều rồi thì từ roads phải thêm S chứ, đúng không nào? Đó. Rồi, Sang ơi, mở mic đi Sang ơi. Ok, được chưa nào? Ok, recommend thôi nha, không không có ít đâu đó. Rồi, đến câu của Luân. Ok, I think people can walk around my beautiful city by bicycle. Đó, chúng ta sẽ thấy là, chúng ta học viết cũng vậy đó. Thì chúng ta sẽ thấy là trước những danh từ, chúng ta hay thêm vào những cái tính từ. Thì nó làm cho câu của chúng ta hay hơn thôi. Ví dụ như câu của Luân, chúng ta nhìn vào câu của bạn Luân, chúng ta thấy như là bạn chỉ nói là I think people can walk around my city by bicycle. Đó, có thể đi dạo xung quanh thành phố bằng xe đạp đó. Mà bạn thêm một cái từ beautiful vào một cái thì nó sẽ hay hơn, đúng không ạ? À? I think people can walk around my beautiful city, đúng không? By bicycle này. Cái enjoy the fresh air, đúng không nào? Đó. Hít thở tận hưởng không khí trong lành này, được chưa? Supported Xuân Hương Lake. Đó. Phải ngắm nhìn một bờ hồ Xuân Hương đầy thơ mộng, đúng không nào? Moreover, hơn thế nữa thì bạn lại là styling, đạp xe đạp vừa tốt cho sức khỏe và vừa có lợi cho môi trường. For health and good for environment. Good job. Which can? Cô không nghĩ là which can chỗ đó đâu. Thứ nhất là enjoy the fresh air, enjoy I. Ai là người tận hưởng không khí trong lành? Có phải là mình không? Là people, là we á. Thật ra can chỗ này, đầu tiên cô đọc có nghĩa là people can walk around, people can see, rồi people can enjoy. Không cần which can chỗ này đâu luôn ơi. Nếu em chọn which can chỗ này thì which đó nó thay thế cho cái gì đây? Nó thay thế cho bicycle á. Có thể nào thay thế cho bicycle được đúng không? Nếu không cần which can đâu, vậy là được rồi. Ok, good job. Được chưa? Đó, chúng ta có thể lấy những câu ví dụ của các bạn đó, được chưa? Để chúng ta làm rồi. Bây giờ cái phần tiếp theo, qua phần tiếp theo là things you like. What food do you like? What clothes do you usually wear? What music do you like? Đó. How often do you watch TV? What's your favorite name TV show? Why do you like it? Được chưa? Rồi cái đầu tiên trước đây, what food do you like? What food do you like? Okay. Câu này nói thì rất là đơn giản đó, nhưng mà chúng ta hay bị nhầm. Thường thường là khi mà hỏi tụi em á, tụi em là so what food do you like? Ai cũng oh I like chicken. Đúng không? Chicken á là con gà mà còn sống chạy nhông ngoài đường á, đúng không? Mà food là món ăn, là đồ ăn, thì không thể nào mình like chicken chạy sống ngoài đường được, đúng không nè? Chúng ta phải like cái gì? Gà chiên, gà nướng, gà rán, gà luộc, rồi gà gì đó đó. Ta phải chế biến nó thành một món ăn, được chưa? Đó thì chúng ta mới được. Còn nếu chúng ta oh I like chicken, đúng không, là nó giống hơn là what animal do you like thì nó sẽ hợp hơn. Đó, được chưa? Rồi chúng ta thở nha. Ví dụ, đây là một câu ví dụ, cũng sẽ cho chúng ta câu ví dụ đây. Đối với câu là what food do you like hoặc là what kind of food do you like thì nó như nhau, được chưa nè? Rồi, câu này bạn này trả lời sao đây? Chúng ta nhìn thử câu trả lời của bạn này. Wow, I'm a big fan of seafood. In particular, I really like the Japanese seafood because it's always so fresh. For instance, sashimi is delicious because the raw fish is so flavorsome. Đó, câu trả lời bạn nói gì đây? Chà chà. Wow, chà. I'm a big fan of seafood.
Tôi là một fan cuồng của hải sản, đúng không nào? Big fan, một fan cuồng của hải sản. Trời ơi, thích hải sản lắm luôn. Thế vì mình nói là oh, I'm really, really like seafood. Thì bây giờ cô đổi lại, mình đổi lại một cái từ khác mình sử dụng là I'm a big fan of một cái gì đó. Tức là mình là một fan cuồng của một cái gì đó. Được chưa? Đó, chúng ta có cách dùng từ mới. Được chưa? In particular, đặc biệt, I really like, tôi cực kỳ thích ăn những món hải sản của Nhật Bản. Bởi vì sao? Nó cực kỳ là tươi ngon. It's always so fresh. Cực tươi ngon. Ví dụ, for instance, nó giống như for example, là ví dụ, món có tên là gì đây? Sashimi. Đúng không nào? Đó, món có tên là sashimi đó. Đó, thì món này như thế nào đây? It's delicious. Rất là ngon. Bởi vì sao? Cá sống á, thì rất là thơm, rất là tuyệt vời, rất là thơm ngon chẳng hạn. Được chưa? Và đây chúng ta được đưa ra là what kind of food do you like? Và thích món gì thì tôi đưa ra là món gì đây? Đó, big fan of seafood và món thích là món gì? Ví dụ như là món sashimi chẳng hạn. Được chưa? Đó. General, được chưa? Chúng ta khi mà đưa ra món ăn á thì chúng ta có thấy là nói chung chung á thì là món seafood general, nói chung chung. Specific là chúng ta đưa ra là cái gì ta? Chính xác luôn là món gì? Japanese seafood. Đúng không? Tức là có nói chung chung và nói đúng trọng tâm của nó. Và đưa ra ví dụ là món sashimi. Đó. Được chưa? Và chúng ta có thêm một cụm từ mới chúng ta học là à mà big fan ở một cái gì đó, tức là một fan cuồng, tức là thích lắm 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 luôn á. Nó gọi là cuồng, tức là thích lắm mà, đúng không? Big fan đó. Chúng ta đừng cái dịch thành cái từ đúng là big là to, fan là hâm mộ, một hâm mộ to, tức là fan cuồng đó. Được chưa? Đó. Chúng ta có thể đưa ra món ăn đó là cái gì? Được chưa? Đó. Tại sao? Tại sao chúng ta thích? Rồi chúng ta ăn chính xác đó là cái gì? Được chưa? Rồi, hoặc là khi mà chúng ta được hỏi là what food do you like? Hoặc là what is your favorite food? Hoặc là what kind of food do you like? Còn nếu chúng ta chẳng có món gì hết thì chúng ta có thể trả lời theo những bạn này, trả lời gì? Well, to be honest, I don't really have a favorite food. Thành thật mà nói, to be honest. Honest nha, cái từ hát đó, nhưng mà chữ hờ là âm câm, được chưa? To be honest, tôi thực sự là chẳng có một món ăn yêu thích nào cả, được chưa? But I guess, nhưng tôi đoán rằng nếu mà phải chọn một món, được chưa? Thì có thể là tôi sẽ chọn pizza chẳng hạn, được chưa? Bởi vì tôi thích phô mai và sốt cà chua chẳng hạn, đó. Thì chúng ta có thể trả lời bất cứ cái gì mà chúng ta muốn đều được liệt kê ra, hoặc là chúng ta có thể trả lời là ốp thực tế là chẳng có gì hết, nhưng nếu phải chọn một món thì tôi nghĩ đó là món pizza chẳng hạn. Được chưa nè? Rồi bây giờ tôi muốn nghe cái câu trả lời của tụi em nè. Ok, what food do you like? Được chưa? How is your favorite food? What kind of food do you like? Ok, who can answer my question? What food do you like? Who can? Để có thể tự chủ động mở mic cũng được và trả lời cho cô con này cũng được. Con này không khó lắm. Thật ra chúng ta cũng không cần. I really like phở, the special traditional food of Vietnam. Rồi, câu của bạn Hương đó. Đến nếu mà em đọc câu này lên thì nó ngắn lắm đó Hương. I really like phở because it's special traditional food of Vietnam. Nó ngắn lắm. Rồi em thêm vào cái gì nữa? Em thường hay ăn phở như thế nào? Buổi sáng đúng không? For my breakfast nè, được chưa? Rồi em có học, em có thích nấu phở hay không? Ví dụ như là tôi đang học cách nấu phở chẳng hạn đó. Được chưa? Tôi đang học cách nấu phở, hoặc là mẹ của tôi nấu phở rất là ngon như thế nào đó, thì mình phải tự thêm vào để mà câu trả lời của mình nó được mở rộng ra để mình trả lời thêm thì nó mới có điểm cơ. Được chưa? Vấn đề là mình phải nói làm sao để mình nhắm chắc mình được một điểm đó luôn thì mình được 25 điểm. Mà cái phần 1 chúng ta có 6 câu hỏi, đúng không? 6 câu hỏi, mỗi câu trả lời được rồi chúng ta được 1 điểm. Được chưa? Đó, mỗi câu trả lời được rồi chúng ta được 1 điểm. Mà cái này là chúng ta sẽ thấy các em hay nhìn, có hay nhìn các bạn bảng điểm của các bạn đi trước mà được trung tâm up lên đó, thấy là điểm ít, cái điểm lẻ lắm vì thầy cô cho điểm là rất là chẳng. Đó, không có lẽ là 0,4 rồi 0,1, 0,2 đâu, mà là điểm rất là chẳng, thành ra chúng ta đạt luôn một con điểm, một điểm. Cứ hễ có con nào là một điểm đó là chúng ta dễ lắm. So for speaking, chúng ta nắm được cái bài, nắm được cách làm và chúng ta nói rất là được dễ. Được chưa nào? Rồi, còn bạn nào muốn trả lời câu này nữa hay không? What food do you like? Nhớ cho cô, nếu mà chọn món ra thì phải có được là cái cách chế biến của nó, nướng, rang, riết gì đó. Được chưa nào? Hoặc là như là bạn Hương luôn, phở, hủ tiếu, mì Quảng hoặc như thế nào đó. Được chưa?
Rồi, chúng ta qua câu số 2 đi. Câu này có nhiều cải cách chúng ta phải gì hơn là what clothes do you usually wear? Chúng ta thường hay mặc những trang phục gì? Thường hay mặc những đồ gì? Trang phục gì? Được chưa? Ok, good job luôn. Hình như đến cái phần gọi là liên quan tới food đó, là cô thấy là nó rất là thích hợp với em á luôn à. Hy vọng là em vô em có thể có những câu hỏi về liên quan tới food. Ok. Rồi, đã nhìn vậy. Chúng ta sẽ thấy được câu trả lời của bạn luôn. My favorite đó. Chưa nào đó, nó là món gì đây? Yeah. Món yêu thích, bạn sử dụng là từ dish, được chưa? Từ dish cũng được, dish món yêu thích của bạn đó, được chưa? Là gì? Thịt heo kho tiêu, đúng không? Thịt heo kho tiêu à. Bởi vì món đó thứ nhất là gì? Made by me, à, do bạn làm, được chưa? Và thêm một phần nữa là gì đây? Gia đình khen, compliment là khen nha, khen rằng bạn nấu rất là ngon đó. Và chú ý cho cô cái cụm từ compliment là khen, được chưa? Cook là động từ nên bạn sử dụng trạng từ là well đó. Thịt heo kho tiêu, thịt kho tiêu. Ok, good job. It's raised. Yeah, how do you do that? Good job. Rồi, bây giờ chúng ta qua câu số 2 nè. Đó. Thì chờ quan trọng chúng ta nhìn ra qua câu số 2 thử. What clothes do you usually wear? Đó, chúng ta thường hay mặc cái gì đây? Đó. Váy, vóc, áo thun, quần tây, áo sơ mi, hoặc như thế nào đó. Được chưa? Đó. Ta hay mặc cái gì? Quần thun, tôi xin lỗi, quần jean nè, áo thun nè. Bởi vì nó sao? Tại sao ta lại mặc cái đó? Nó thoải mái rồi, nó như thế nào đó? Được chưa? Thoải mái nè. Là big fan, tôi là một fan cuồng vũ cái gì đó, tôi thường hay mặc cái gì, với cái gì, phố với cái gì. Được chưa? Đó. Thì chúng ta coi thử chúng ta thường hay mặc cái gì, như thế nào. Tại sao chúng ta lại chọn cái đó? Được chưa? Chúng ta nói gì từ sao? Quần áo không khó tiêu, không mắc hoặc như thế nào đó, hoặc là nó bền hoặc như thế nào đó, tùy chúng ta. Rồi chúng ta coi thử bạn nào có câu trả lời về cái phần này không? Về cái phần là what clothes do you usually wear? Rồi, cô đã nhận được câu trả lời của bạn Hương. Rồi, và nhìn vào câu trả lời của bạn Hương trước. I usually wear, bạn thường hay mặc gì đây? T-shirt là áo thun á, áo phông á, được chưa? And shorts, được chưa? Và quần ngắn á, quần short á, được chưa? I usually wear t-shirt. Bỏ một cái chữ and chỗ này đi, vì and sneaker ở đằng sau rồi nha Hương nghe. And sneakers và giày gì? Giày thể thao, được chưa nào đó? Giày thể thao. Bởi vì sao? It's very comfortable, rất là thoải mái, được chưa? Easy to move, dễ di chuyển. And I can wear, và tôi có thể như thế nào đây? Mặc nó go
and where go to. I can where to go to many places. Đi nhiều nơi như là cái gì đây? Shopping này, going shopping này. Like going shopping, going to coffee with my friends. Được chưa? Đó. Rồi tiếp theo là em hay mặc là t-shirt này, quần short này, giày sneaker because they are very comfortable. Chúng rất là thoải mái, đó là số nhiều quá, sử dụng cái cô đây đi, đừng sử dụng là it, được chưa? It là chỉ có một món thôi, có thêm phần là sneakers, đó là một đôi rồi, đúng không? Là đôi rồi. Đó, rồi. Đó. I usually wear t-shirt, shorts and sneakers because they're very comfortable, easy to move, I can wear them to go to many places. Okay. Rồi, Hương ơi, mở mic được không em ơi? Yeah. Okay, so what clothes do you usually wear? I usually wear t-shirt, shorts, and sneakers because they are very comfortable, easy to move, and I can wear it to go to many places like shopping, go to coffee with my friends. Okay, good job. Đạt ơi, mở mic luôn Đạt ơi. Yeah. Well, I prefer casuals because I feel comfortable in a flexible. I also wear a pair of jeans on a regular basis, as I can easily mix and match them with a t-shirt and sneaker. Okay, thank you. Chúng ta nhìn vào câu trả lời của bạn Đạt á, chúng ta sẽ thấy là jeans được chưa, thường thường nó là quần hai ống thì nó gọi là số nhiều. Nếu chúng ta muốn là một cái quần thì sử dụng là a pair of jeans, good. Được chưa, chúng ta chú ý cái cụm bạn dùng là a pair of jeans đó là một cái quần đó. A pair, được chưa nào, đó. A pair là một cái đó, được chưa nào, đó. Ok, good job. Rồi, tiếp theo là V, đó. Rồi, câu trả lời của chị Phụng Vy. Cái đầu tiên là I thì like, không có S, là cái thứ nhất. Được chưa nào? Đó. Rồi, tôi thích mặc váy, đúng không? I like dresses. Trong có một cái váy, mà nhiều váy, dress thêm ES nữa, được chưa? Tiếp theo, tôi mặc váy, được chưa? I wear dresses. Được chưa nào? Viết số nhiều nha. Every day and night, okay? Because I have chocolates, yes. And I feel, được chưa, tôi cảm thấy tự tin, I feel hoặc là em confident gì đó. I feel, được chưa, confident. Được chưa, when I wear dresses, a dress hoặc là tôi thường mặc cái váy chẳng hạn đó, được chưa. Dress has many kinds. Rồi, váy có rất là nhiều loại như long dress, short dress gì đó. But I like them, đoạn từ like cũng vậy, không không có S, được chưa. I can go for work. Go shopping hoặc này nọ, đó là câu lời của chị Phụng Vy, được chưa nè. Rồi chị Phụng Vy mở mic đi chị Phụng Vy ơi. Ok, rồi đã thấy câu lời chị Phụng Vy. I like dress. I wear dress every day, day and night because I have short legs and I feel confident when I wear dress. Dress have my many kinds, long dress, short dress. I like them. I can go to work and go to shopping, many things. Okay, thank you. I do a comfortable, simple clothes like t-shirts and jeans. I'm an active person in the office. Okay. Rồi, câu trả lời của Luân, được chưa? Quan trọng là mong sao vô phòng thi chúng ta có thể nhớ, được chưa? Và chúng ta sẽ nói được những câu này là được. Rồi Luân ơi, mở mic đi Luân ơi. Yeah. I like to wear comfortable, simple clothes like t-shirt and jeans. I am an active person, so that outfit suit me. Ok. Yes. Tôi là một người năng động nên chỉ cần trang phục đó như thế nào? Suit me. Chúng ta chú ý outfit. Outfit là bộ trang phục mà chúng ta mặc đó, được chưa?
đó, nó outfit nó bao gồm cả áo quần này nọ luôn thì gọi chung nó chính là outfit, được chưa nào? Và chỉ cần outfit như thế là đây, suit me là được, suit là phù hợp với tôi là được chưa? Good job. Thế nào? Ok. Rồi chúng ta qua tiếp theo. What music do you like? Chúng ta thích thể loại nhạc gì? Thích thể loại nhạc gì? Ok, ví dụ, đây là câu ví dụ về what kind of music do you like? Được chưa? Thích thể loại nhạc gì? Oh, I listen to all kinds of music, depending on my mood, from traditional music to rock. I truly believe that good music can only be found in a certain kind or at a certain artist. For me, it doesn't matter who sings it as long as it makes me feel an emotion. Được chưa? Tôi nghe tất cả thể loại nhạc luôn. Từ nó depend on, depend là phụ thuộc, nó phụ thuộc vào tâm trạng. Được chưa? Phụ thuộc vào tâm trạng thôi. Từ nhạc truyền thống cho đến cả nhạc rock nữa, tùy vào tâm trạng. Hơn buồn buồn, buồn vui vui thì chúng ta nghe nhạc rock. Đó, chẳng hạn, được chưa? Và tôi không có nghĩ rằng, tôi không có cho rằng âm nhạc, được chưa? Có thể tìm một thể loại nhạc nào nhất định hoặc là một nghệ sĩ nhất định nào đó. Bởi vì với tôi, được chưa? Thì nó như thế nào? Ai hát thì không có quan trọng. Miễn là nó có khiến tôi có cảm xúc là được, được chưa? Đó, khi tôi buồn, tôi vui hoặc như thế nào đó, tôi thấy tôi có cảm xúc là được. With my occupational, whenever I go out, I care about comfort, simple, professional. So I like to wear hoodies, jeans, and high color sneakers. And I love art, so I often try my favorite hoodie. It makes me happy. Oh, good job. Good job, Quang. It's really. Thật hả, Quang ơi? Cái này lúc em đi thi thì cô không quan tâm đâu, nhưng mà cô đọc lên nhưng cô quan tâm thôi. Em tự vẽ thì khở, Quang ơi. Dạ đúng mà. Thật là chị trả lời thôi. Dạ đúng mà. Em có. Oh. Ủa vậy hả? Thì khở. Oh, good job. Rồi, đọc câu trả lời của mình đi, Quang ơi. Dạ rồi. With my active personality, whenever I go out. Personality á. Personality. Personality. Lity, đúng rồi, nó mới là now, ok. Whenever I go out, I care about comfort, simple but fashionable. So I like to wear hoodie, jeans, and high collar sneakers. And I love art, so I often draw on my favorite hoodie. It makes me feel happy. Okay, good job. And I really, really want to see your hoodie, which you draw. Yes. Okay. Thank you. Rồi, được chưa? Đó, chúng ta sẽ thấy là what kind of music do you like? Chúng ta có thể đưa ra cái thể loại âm nhạc đó là gì? Classical music, traditional music, như thế nào được hết. Nhưng cái vấn đề quan trọng mà chúng ta không chỉ có mỗi đưa không ra, mà chúng ta cũng phải nói là lý do tại sao chúng ta thích thể loại âm nhạc đó chẳng hạn. Hoặc là chúng ta nghe nhạc thường xuyên hay không, nghe nhạc nhiều như thế nào hay không. Đó, thì chúng ta mới có điểm, được chưa? Quan trọng cái này là gì? Chúng ta phải biết mở rộng câu trả lời của mình ra thì chúng ta mới có điểm. Còn nếu mà chúng ta chỉ có như hồi xưa là chúng ta chỉ nói ra là oh, I like classical music đó, thì thích mỗi cái nhạc cổ điển xong hết thì chúng ta sẽ không có điểm đâu. Thì chưa nào? Rồi, cô đang đọc câu trả lời của bạn Nhân. For me, traditional instrumental music, ok, nhạc cổ truyền thống, như là pianos and guitars. This impressive combination that can give you both plastic and modern feelings. Okay, good job. Normally on rainy days, strong acoustic songs and sing along to parody. Have a cup of tea if you do the rest. Good job. Nó đọc lên câu trả lời của bạn Nhân, bạn sẽ thấy bạn nói gì for me. Đối với tôi, bạn quan tâm tới cái nhạc cụ truyền thống như là đàn piano hoặc guitar, được chưa? Bạn có nói đó là một sự kết hợp, combination, là một sự kết hợp, được chưa? Nó mang đến cho chúng ta cảm giác nostalgic là vừa hoài cổ and modern là vừa hiện đại. Đó là cái nhạc piano với nhạc guitar, nó mang đến cho vừa hoài cổ vừa hiện đại, được chưa? Đặc biệt thông thường là vào những ngày mưa, được chưa? Mở những bản nhạc acoustic đó, được chưa? Đó và hát, được chưa? Hát những bản nhạc hit của mình, những bản nhạc yêu thích của mình, được chưa? Nhâm nhi một tách trà đó,
âm nhạc sẽ lo những phần còn lại. Trời, tưởng tượng xong tự nhiên cô cũng có cảm xúc á, đọc xong là thấy cũng có cảm xúc đó, cũng có đọc lên thì em nghe những bạn nói xong để đọc lên là tụi em sẽ thấy được, nghe được, cảm nhận được bạn nói cái gì. Giờ vấn đề quan trọng là những cái mà chúng ta muốn truyền tải cái nội dung, giờ vấn đề quan trọng chúng ta sẽ nói nó như thế nào. Rồi mở mic đi Nhân ơi. Hello. Nghe em không nghe được chưa con? Yes, with your favorite music. Do you want to play? No. For me, I am interested in about traditional instrumental music, like pianos and guitars. It is an impressive combination that can give you both nostalgic and modern feelings. Normally on rainy days, open acoustic songs and sing along to my favorite hits. Have a cup of tea, music will do the rest. Yeah. Good job. Còn hy vọng là tụi em vô phòng hơi mà tụi em được như vậy thì quá tuyệt vời luôn á. Ok, thank you. Rồi, cô đang đọc câu trả lời của bạn đẹp. Ok. Đang đọc. Đạt ơi, mở mic đi Đạt ơi. Dạ, em đây cô. Ok, what's your favorite music? My music taste varies widely from west to east and from the 90s to modern EDM, but it's Korean, but it's considered as a kind of music, then yeah, that's my favorite of my own time. Okay, thank you. Cái từ là from west to east nha. East đó là đọc cái gì cô không nhớ mà từ đó là từ east đó, được chưa? Từ tây sang đông mất east đó. From the 90s thêm s vào những năm 90. Đó, được chưa? Okay, good job. Thank you. Được chưa nè? Yes. Okay. Nay chúng ta có những câu trả lời gọi là cực kỳ tốt luôn á. Được chưa? Right. Rồi cái câu how often do you watch TV? Thôi câu đó dễ chúng ta bỏ qua được chưa? Chúng ta sẽ đi những câu khác khó hơn. What's your favorite film, favorite TV show hoặc why do you like it? Thì nó cũng giống như phía trên được chưa? Favorite food hoặc là favorite music, thôi mấy cái phần đó thì chúng ta trả lời như phía trên, cô bỏ qua. Giờ chúng ta sẽ qua tiếp một cái nhóm câu hỏi khác. Không thôi ta sẽ không kịp được vấn đề tiếp theo là stories và holidays. Được chưa? Stories về học tập của chúng ta. Thứ nhất là where do you study? What subject do you study? What's your favorite subject? Nó cũng có trong những câu này luôn. What are your plans for the future? What subject do you find easy or difficult? Được chưa? Where do you study? Chúng ta học ở đâu thì nó sẽ liên quan tới chúng ta thường hay học ở học tự học trong thư viện, hoặc là có thể nói tới tôi đang học ở trường đại học Đà Lạt như thế nào đó đều được, không vấn đề gì hết. Được chưa? Chúng ta hiểu theo nghĩa nào, chúng ta trả lời theo nghĩa đó, không vấn đề gì cả. Được chưa? Tiếp theo là cái môn học nào mà bạn học á, những cái môn học nào thì chúng ta có thể liệt kê ra những môn học nào đó. Nhưng tóm lại là chúng ta yêu thích môn gì đó, chẳng hạn như là câu hỏi số 3, what's your favorite subject? Thì chúng ta có thể là đưa lên câu hỏi số 2, chúng ta trả lời được. Được chưa? Bạn đang học những môn gì, như chúng ta liệt kê ra là math, chính trị, tiếng Anh gì đó. Nhưng tôi thích nhất là môn tiếng Anh gì đó cũng được, không vấn đề gì cả, được chưa? Tiếp theo, what are your plans for the future? Vấn đề là cái gì đây? Kế hoạch tương lai của mình là gì? Sau khi tốt nghiệp, tôi như thế nào? Tôi có kế hoạch dự tính cái gì? Hoặc là tôi chọn ngành này để tôi làm cái gì? Được chưa? Đó. Và câu thường hay hỏi chúng ta, cô vẫn thường hay hỏi là what subject do you find easy or difficult? Cái môn học nào mà chúng ta thấy, ta phát hiện nó ra, ta cảm thấy là nó dễ hay là nó khó? Đó là cái easy hoặc cái gạch đó, thầy cô sẽ hỏi chúng ta là easy hoặc là difficult, chứ không phải là thầy cô hỏi cả hai đâu. Được chưa? Đó. Thì chúng ta coi được vấn đề quan trọng, chúng ta đi cho cô hai câu phía dưới thôi. Ba câu phía trên dễ, chúng ta bỏ qua vì nó nằm ở phần trước cũng có rồi. Được chưa? Rồi cái đầu tiên thứ nhất. What are your plans for the future? Kế hoạch cho tương lai của chúng ta là gì đây? What are your plans for the future? Okay, who can? Sau khi tốt nghiệp đó thì chúng ta có dự tính gì? Được chưa?
học lên nữa hay là như thế nào, hoặc là tìm việc ra làm sao, hoặc như thế nào, hoặc là như thế nào đi thi, hoặc là trau dồi thêm cái này cái nọ cái kia như thế nào đó. Plans mà for the future, cho tương lai mà, hoặc là tương lai chúng ta dự tính gì đó. Get married chẳng hạn đó, kết hôn, có con, mua nhà, mua cửa gì đó cũng được đó. Cái nào mà chúng ta thấy cái gì là chúng ta dễ nói nhất thì chúng ta nói đó. Như như cô đã nói rồi, thực tế các thầy cô không có kiểm tra là nó đúng hay là nó sai, chỉ là chúng ta nghe được câu câu hỏi và chúng ta trả lời có đúng như câu hỏi mà các thầy cô hỏi chúng ta hay không đó. Được chưa, chúng ta coi thử như thế nào. Get married chẳng hạn rồi ra sao, mua nhà mua đất như thế nào, hoặc là như thế nào đó rồi. Ok, so who can answer my question? What are your plans for the future? Đó. Cái câu hỏi họ đưa cho chúng ta là plans có S, tức là họ mở rộng cho chúng ta là chúng ta muốn hỏi cái gì, muốn trả lời cái gì đó. Còn nếu chúng ta chỉ có một kế hoạch thôi cũng được, không vấn đề gì hết. Thì em chú ý cho cô nha, là chúng ta chỉ cần một kế hoạch thôi cũng được. Đó. Ok, hoặc đi chơi vẫn được đúng không cô? Đúng rồi em, for the future, cho tương lai mà. Thành ra nhưng mà cái vấn đề cái này, câu hỏi này nó để trong cái vấn đề gọi là studies, thì nó liên quan đến studies hơn. Nhưng mà khi mà tụi em vô phòng thi cũng vậy, thầy cô chỉ hỏi là what are your plans for the future, thì em muốn kế hoạch đi chơi cũng được, kế hoạch chơi hè này, chơi Tết holiday hoặc như thế nào được, tùy, không vấn đề gì hết. Rồi em nghe được cái vấn đề đưa ra là plans, là kế hoạch cho tương lai là được. Who can tell me your plans for the future? Who can? Ai chủ động để mở mic cũng được, hoặc nếu không thì em viết câu trả lời cũng được. Hello. Yes, hello. Hello teacher, hello class. Okay, yes. Okay, I will tell my plan after I graduation. I will spend 2 years to go to four big city. The first is Ho Chi Minh City, the second Hà Nội, and the third is Đà Nẵng. Number four, I don't know yet. With each city, I will spend 6 months to live and work there. After that, I will decide to where I want to live. Then just move there and find a good man to marry. Thank you. Yes, good job. Good job. Đó, thì em cứ tự tin trả lời như bạn là được, không vấn đề gì cả. Được chưa? Plan for futures mà, cho tương lai của mình mà, thì em làm được hết. Trả lời như bạn là được rồi, rõ ràng cô nghe được, hiểu được là được. Và bạn chỉ cần là trả lời như thế nào, speaking mà nó sẽ xoáy mạnh vào cái phần là đi lên, đi xuống, đi xuống, đi lên, như tiếng Việt của mình vậy đó.
hào, lúc hào hứng, lúc vui, lúc buồn như thế nào đó, thì chúng ta có đi lên đi xuống một chút, tạo những cái điểm nhấn khi chúng ta nói là được rồi. Được chưa? Đây chỉ là ôn thôi, thành ra cô không có xoáy mạnh vô trong cái vấn đề là hướng dẫn chúng ta lại là đi lên đi xuống như thế nào, nhưng mà chúng ta sẽ tự luyện tập những phần đó thôi. Được chưa? Ok, who can next? Bạn tiếp theo đi nào. Bạn nào nữa không? Thì em có chủ động tự mở mic nói với cô cũng được, không vấn đề gì hết. Chúng ta đâu có biết được là chúng ta sẽ trúng vào những câu nào, đúng không? Ok, nếu không thì cô sẽ qua câu tiếp theo, được chưa? Câu tiếp theo. Ok, yes. Ok. Oh, too short. Hơi ngắn và hơi hụt hẫng Sang à. Thêm một tí nữa được không Sang ơi? Con để nó con nghe hơi bị hụt hẫng một xíu, để cái chỗ đó là hơi bị hụt hẫng chút, có thêm được cái gì nữa không, hay là do em không chú trọng? Thường thường là khi chúng ta nói nhá, đến khi mà chúng ta kết thúc rồi là chúng ta sẽ đi xuống, để thầy cô nghe được thì cô kêu xuống rồi, nhưng mà của em thì nó hơi ngắn thiệt nên cô nghe cô hơi bị chứng hẫng một xíu, thêm một tí nữa là được. Được chưa? Rồi cô đang nhìn câu hỏi câu trả lời của Luân. Luân ơi, mở mic được không Luân ơi? Dạ. Ok, rồi. Để coi, cái của em là cái dự định trước mắt đúng không? Immediate plan là dự định trước mắt của em á, là sau khi tốt nghiệp đó là xin vào một công ty ở Đà Lạt đúng không nào? Đó. Và em chỉ muốn I just want a job, em chỉ muốn một công việc như thế nào đó, stable salary với mức lương ổn định. Gì nữa? Then have a longer term extension là gì, và sau đó sẽ có một ý định lâu dài hơn là sao nhở? Khúc sau cũng không hiểu lắm luôn ơi. Tính một cái sẽ có một cái dự định khác nữa. Ok, and then I have đúng không? Ok rồi, đọc câu của mình lên đi luôn rồi. My immediate plan after graduating from university is to apply for a company in Đà Lạt. I just want a job with a stable salary, then have a longer term extension. Okay. Thank you. Yes, good job. Đúng rồi, Đạt. Cô lấy câu dưới phải không Đạt ơi? Cô đọc câu dưới đúng không? Yeah, câu dưới cô. Rồi, câu dưới của Đạt ạ. Honestly, want to be a famous TikToker. Okay, I like it. Honestly, thật lòng, okay. TikToker, I want to attract a lot of followers and do music to my show, okay. We call us from a famous singer to have people have much listen to me. Okay, good job, Đạt. Mở biết đi, Đạt ơi. Yeah. Em đây cô. Right, okay. Honestly, I want to be a famous TikToker. I want to attract a lot of followers. When I do music change myself, I will cover song of my famous singer to help people have a massive listen in my free time. Okay, good job. Rồi có câu của sáng này cô có gì đó. Thứ nhất là khi em ghi ra cô thấy tiếng my plan is going back. It là số ít thì plan không có S. Được chưa? Cái thứ nhất đó, is going back Hồ Chí Minh City gì đó. And được chưa? Và kế hoạch tiếp theo là is going back and do a supply chain investment. Ok, một khóa học ngắn hạn gì đó cũng đó. Sau đó tôi đi ra ngoài để trải nghiệm.
Được chưa? Rồi tiếp theo thêm gì nữa đây? Sau khi trải nghiệm xong tôi sẽ làm gì? Tôi tự mở công ty hoặc là tôi get married hoặc là get engaged như thế nào đó. Cho nó dài dài ra một xíu, lúc lại đến cái chỗ experience xong. Cô rất là chân hẳn. Được chưa? Chỗ em đó cô nói cái phần đó thôi. Place to buy plant and plant tree. I okay because I love taking care of plants and looking at them. Good job. Linh ơi, mở mic đi Linh ơi. Yeah. Okay. My plan is to buy land and plant tree on it because I love taking care of plants and looking at them. Ok, đến khúc đó thì nó cũng hơi ngắn một tí á Liên ơi, còn cái gì nữa không? Em coi thử là em có làm gì nữa không? Em muốn đó, trồng cây đó, rồi làm cái đó đó, thì em coi thử em có muốn làm với ai hay không, hoặc như thế nào hay không đó. Thì mình sẽ thêm vô, thường thường là mình hay thêm quen à, với người nào, thu như thế nào, làm câu trả lời của mình dài hơn chút. Vì đọc lên thì nó chắc chắn khi em vô phòng thi là em sẽ không đọc chậm như vậy đâu, mẹ mình sẽ nói là vô phòng thi là mình nói là luôn luôn, nó bao giờ nó cũng sẽ nhanh hơn cái mình nghĩ đó. Được chưa? Đó, thành ra thêm được một tí xíu vô nữa thì ổn. Dạ, em cảm ơn cô. Rồi, cô chào đi. Rồi, cô đang đi câu của Luân hả? À, cô câu của Chính chứ. Okay. À, cái gì chờ cô một tí, cô đến đâu rồi? Đến Liên, rồi đây, đến câu của Chính. Rồi Chính ơi, mở mic đi Chính ơi. Dạ. Yeah. Ok, yes. So tell me about your plans in the future. I am an agricultural engineer and I love plants. I am saving some money and about 2 years later I will buy a pile of land to open a garden homestay. Good. If the business goes well, I will get married and have a happy family. Okay, good job. Đó, tụi em thấy câu ở dưới của bạn không? Đó, bạn là một kỹ sư nông nghiệp nên mà yêu cây cối và bạn đang tiết kiệm được một khoản tiền, được cho một số tiền đó. Và dự tính là 2 năm nữa thì sẽ mua một mảnh đất và mở một homestay, có vườn gì đó. Nếu việc kinh doanh thuận lợi, if the business goes well. Nếu việc kinh doanh thuận lợi thì như thế nào? Kết hôn và có một gia đình hạnh phúc. Okay, good job. Rồi, của Luân. Rồi, của Luân, cô đang nhìn Luân. Ok. Rồi. Ok, rồi được rồi. Ở Long ơi thì được rồi đó. Thực tế là friendly, nó là tính từ mà. Được chưa? Thank you my my friend, như my dear friend thôi. Friendly nó là tính từ mà. Mình không có dùng friendly đâu, friendly là tính từ nói về một cái tính cách là thân thiện thôi chứ không phải là bạn. Được chưa nào? Rồi, chúng ta qua câu tiếp theo. What software do you find is easy or difficult? Môn học nào mà em thấy nó dễ hay là nó khó? Chúng ta chỉ trả lời cho cô một là easy hay là difficult thôi. Thì cho các môn học nào đây? Môn học nào mà chúng ta thấy nó dễ hoặc là nó khó? What's up? Cái môn nào đây? Cái môn nào mà chúng ta thấy nó dễ hay là nó khó đây? Ví dụ chúng ta chọn môn English. Được chưa? Chúng ta thấy English, chúng ta coi thử. Đối với chúng ta là English là chúng ta thấy là nó dễ hay English nó là nó khó? Thì chúng ta đưa ra lý do vì sao mà chúng ta thấy nó easy hoặc vì sao chúng ta thấy nó difficult. Mặc dù nó difficult đó, nhưng mà nó có lợi cho chúng ta hay không? Được chưa?
Đó, chúng ta coi thử. What subject do you find easy or difficult? Okay, I'm waiting for you. Okay, I'm waiting for you. So what subject do you find easy or difficult? Who can answer my question? Okay, who can? Chúng ta trả lời đi nè, vì chúng ta còn 3 cụm câu nữa là chúng ta xong phần part 1 đó. Cái phần dưới ở phần holidays, phần đó nó không khó, thành ra phần này chúng ta biết và chúng ta tự trả lời theo cái cách của mình thôi. Câu đầu tiên là where did you go on holiday last year? Năm ngoái chúng ta đi đâu? Thì chúng ta chú ý đề bài cho chúng ta là last year, tức là một chuyện đã xảy ra rồi. Và khi chúng ta kể, ví dụ như năm ngoái chúng ta đi Nha Trang, last year I went Nha Trang gì đó, chúng ta phải tất cả mọi việc chúng ta kể ra, chúng ta đi đâu, chúng ta làm gì, phải chia thì quá khứ. Được chưa? Đó. Câu thứ hai, who do you usually go on holiday with? Được chưa? Chúng ta thường hay đi nghỉ chung với ai? Chúng ta thường hay đi nghỉ với gia đình chẳng hạn. Đó, gia đình, with my family. Thì tại sao? Vì chúng ta đi với gia đình ta phải thoải mái hoặc là như thế nào đó, ta phải đưa ra lý do. Được chưa? Ta phải làm. Mà nói rồi chúng ta phải làm cái câu trả lời của mình rộng ra thì chúng ta mới có điểm, nhưng mà đừng dài dòng quá và lẹt đề. Đó, được chưa? What do you like to do on holiday? Được chưa? Chúng ta thích làm gì? Trong khi mà chúng ta đi nghỉ, ta thích làm gì? Được chưa nào? Đó, chụp hình, selfie hoặc là như thế nào đó. Được chưa? What's your idea of the perfect holiday? Đối với chúng ta là một kỳ nghỉ mà hoàn hảo, một kỳ nghỉ như thế nào, thì chúng ta sẽ tự đưa ra ý kiến của mình là theo em một cái hoàn hảo là như thế nào đó, nó như thế nào đó. Đi free chẳng hạn đó, được đi mấy ngày mấy đêm, đi đâu này nọ đó. Cái phần holidays là câu trả lời của mình. Thì đầu tiên là quay lại câu trên chút đi đã. What subject do you find easy or difficult? Cái môn nào đây? Cái môn nào chúng ta thấy nó dễ hay là nó khó? Chúng ta đưa ra được lý do là tại sao chúng ta thấy nó dễ, là tại sao chúng ta thấy nó khó. Được chưa? Ok, rồi, tôi lại nhìn thấy câu trả lời của Luân. Ok, Luân ơi, mở mic được rồi, Luân ơi. I find very subject difficult. If you want to study well, you have to work harder and try harder. My brother said that if you want to study well, eat and sleep with it. Ok, rồi.
study well hard to work harder and try harder. Try á, các bạn như cô nghe em đọc là try hay sao cô không nhớ nữa, nhưng mà từ đó là từ try nha, được chưa? Ok, good job. Chưa nè, rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái cụm cuối cùng của trong phần part 1 này, được chưa? Là cụm food và internet, được chưa? Food đầu tiên, what's your favorite food, thì chúng ta đã nói ở cái phần trên rồi, không có vấn đề gì hết. Câu thứ hai, do you sometimes cook? Chúng ta có hay thường xuyên như thế nào nấu ăn hay không? Được chưa? Khi chúng ta trả lời là yes hoặc no thì chúng ta đưa ra lý do là tại sao yes hoặc là tại sao no, được chưa? Who cooks at home? Ở nhà chúng ta thì ai là người thường hay nấu ăn? Nếu như chúng ta tôi hay thường hay nấu ăn, mẹ, ba hoặc như thế nào đó, được chưa? Đó. Do you sometimes order takeaway food? À. What do you like or dislike about takeaways? Được chưa? Takeaway là gì? Mua về mang đi đúng không? Là mang đi đó. Em thường hay order là đặt đúng không? Nhưng mà mang đi hay không? Đó. Em thích gì và không thích gì về cái đó, được chưa? Or đề bài cho chúng ta là or mà. Đó. Thì chúng ta sẽ trả lời một là like hay là dislike, hoặc là khi các thầy cô hỏi sẽ hỏi chúng ta luôn là what do you like about takeaways, hoặc là what do you dislike about takeaways, đó, sẽ hỏi chúng ta luôn, được chưa? Và cuối cùng là what type of food do you like least? Và chú ý least là gì? Least là ít nhất, được chưa? À, em ít nhất đó. Chúng ta coi thử đây là một, đây là những câu hỏi về food. Được chưa nào? Đây là những câu hỏi về food. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tập câu hỏi thứ gì? Who cooks at home? Trong nhà ai là người nấu ăn đây? Who cooks at home? Who cook at home? Who? Chúng ta có thể nhanh thì chúng ta mở mic trả lời luôn với cô được. Đúng rồi, chúng ta có thể lấy câu hồi nãy trả lời được, không vấn đề gì hết. Em là người nấu ăn đúng không? Đó, vì sao sao? Những câu này nó sẽ liên quan tới nhau. Cô nói rồi, nó liên quan tới nhau. Nhiều khi chúng ta chỉ có một câu trả lời thôi mà chúng ta sẽ áp dụng được rất là nhiều câu hỏi. Chưa? Yeah. À. Bạn thỉnh thoảng có hay gọi đồ ăn mang đi hay không? Thích hay không thích về cái việc mang đi đó là như thế nào? Thì giờ chúng ta qua câu số 3 đi. Do you sometimes order takeaway food? What do you like or dislike about takeaways? What type of food do you like least? Loại thức ăn nào bạn ít thích nhất? Đúng không? Ít thích nhất thì nó sẽ giống như là nghĩa là bạn không thích vậy đó. Ít thích nhất tức là giống như là không thích vậy đó. Em không thích món gì, được chưa? Đó, về food chúng ta có hai câu ở dưới. Bạn nào muốn trả lời take away thì trả lời cho cô. Bạn nào muốn trả lời về cái gọi là like leaks thì trả lời cho cô nè. Ok. Okay, who can? Take away bằng fast food đó hả? Thực tế tôi nói take away. Đúng không? Take away là có thể nói là thức ăn mang đi. Fast food là đồ ăn nhanh mà chúng ta có thể ngồi tại đó chúng ta ăn mà. Nghĩa mang đi, xét về cái kinh doanh fast food, thú mang đi như là cà phê nè, ice blended nè, smoothie thường hay là đồ uống, đồ ăn nhanh cũng có thể là fast food đó. Nhưng mà nó vấn đề quan trọng là sau khi mà chúng ta order, chúng ta đặt món rồi á thì chúng ta chờ lấy và chúng ta mang đi, chúng ta không nhất thiết là phải ngồi tại quán,
Đó, còn fast food thì chúng ta vẫn có thể ngồi tại quán ăn, đó là cái khác nhau của take away là gì vậy đó. Là chúng ta mua rồi chúng ta mang đi nơi khác, chúng ta ăn, chúng ta không có ngồi tại quán. Thường thường là fast food, take away, tôi xin lỗi, take away nó hay liên quan tới nước là chính. Thường là chúng ta hay vô, chúng ta mua nước và chúng ta mang đi là chính. Các thường hay đặt đồ take away thì không, thường thường là hay có đúng không, nó giống như là chúng ta hay mua ở quán đồ, mua nước rồi này chúng ta mang đi thôi, chứ chúng ta không không có ngồi lại để mà chúng ta uống đó. Rồi em thấy cái like hoặc dislike về cái take away là gì, rất là tiện đúng không, để lái xong mang đi nó rất là tiện. Ok, who can? Câu thoại này khó quá hả? Cô Phượng chưa thấy bạn nào có câu trả lời hết. À, cô đã nhận thấy được câu trả lời của bạn Sang. Bạn Đạt. Rồi, cô đi bạn Sang trước. Ha ha ha, ok. Another thing is very convenient. Convenient. I don't have to go back. Ok, Sang. Dạ, Sang mở mic đi Sang ơi. Ok, còn thiếu cái ha ha nữa Sang ơi. Còn cái ha ha nữa mà. Ok, I really, đừng có dùng very cho cô mà dùng là cô là I am really like, được chưa? All the takeaway food is very convenient. Chú ý cho cô từ convenient, viết sai chính tả đúng không? I don't have time to cook at home. I don't have to cook at home. Okay, I think I'm a lazy person. Rồi, cô trả lời của bạn Đạt. Don't blabber safe food. Oh, okay, it's really bad for my body. Let me a particular diet. Okay, good. Cái gì ta? Unwell. Feel unwell, unwell. Thiếu một chữ L á, thêm một chữ L á. Rồi, Đạt ơi, mở mic đi Đạt ơi. Yeah, I don't like processed food because it is really best for my body. I'm having a particular diet. Eating processed foods does not agree with my body and can make me feel unwell. Wow, okay. Rồi bạn nói bạn không thích thực phẩm chế biến sẵn và processed food á, nguyên chế biến sẵn, bởi vì sao? Nó không tốt cho sức khỏe. Bad for, không tốt cho một cái gì đó, được chưa? Và sau khi có một thực hiện một chế độ ăn kiêng á, một chế độ ăn uống phù hợp á, cụ thể đó, thì bạn thấy chế biến không phù hợp với cơ thể của bạn và it make me feel unwell, cảm thấy không được khỏe, được cái unwell, bạn thiếu một chữ L đó. Rồi em mà sử dụng cái cụm từ feel unwell của bạn thì thiếu chữ L vào, được chưa nào? Rồi, tiếp theo là của Quang. Rồi cô sẽ nhìn câu của bạn Quang. Okay, I'm vegetarian. Oh, I wouldn't like to eat meat or seafood dishes. Okay. Okay. Hello, teacher. Yes. And now I will tell you a story about food. Can I answer all the questions there in one time? Yes. Yes. Yeah, okay. Okay. I will tell a story. Okay. Yes. The
The favorite food I like is vegetable. I cannot live without vegetable even one day. I not usually cook. Maybe I just cook twice a week. My dad is a pupil in kitchen. He cook very well and like a chef. I always take away food because it can save time, and I like it because I'm lazy to cook, so I just want to go eat outside, but not easy to find a person go with me every time, so take away is the best way to take and go and eat at home. The type of food I like least is meat, especially beef. When I eat them, I feel like I just eat the cộng rơm mà gì có nhỉ? Mất rồi. Nó có cái câu của nó đó, ăn như rơm như rẻ đúng không? Yeah. Nothing thôi, tiếng Anh mình nó có một cái từ dịch qua là I feel nothing thôi á. Chứ không phải là mình dịch theo nghĩa đen là em như em ăn cộng rơm đó. Thank you. Rồi, ok, good. Yes. Rồi, đầu tiên giờ cô sửa cho Phương trước là đầu tiên em kêu là đầu tiên của em là như là đầu bếp á. Cái từ đó mình đọc là chef á, là chữ sờ á. Được chưa? Tiếp theo là save time. Save time tiết kiệm thời gian là save á, trong là chef đâu. Mà không phải là save time đâu, là save time. Đó khi là chef thôi, còn lại thì được. Nha Phương nha, chú ý cho cô cái từ chef nha. Cái từ đó đọc khó vì CH mà đọc là sờ. Được chưa nè? Ok. Rồi. Rồi câu của lời của bạn Quang. Quang ơi, mở mic đi Quang ơi. Dạ rồi ạ. Ok, yes. Ok. Do you sometimes order to take away food? Quang ơi. Yes. Ok. Do you sometimes order takeaway food? No, I'm not order takeaway food because I usually have a meal with my family. So in at home, maybe mom or I go to cook. So because I think about takeaway food is expenses, then you go to the market and buy some ingredient to cook them. Okay, good job. Câu trả lời này của em nó khác luôn cả câu mà em gửi trong tin nhắn luôn á. Good. Thấy câu trong tin nhắn của em với lại câu vừa trả lời á là hai cái mạng hoàn toàn khác nhau. Good. Nó cùng trả lời cho một cái câu đó luôn á. Được. Yeah. Được chưa? Okay. Không sao đâu Đạt ơi, không vấn đề gì hết đâu Đạt ơi. Rồi cô qua câu của Luân. Rồi cô vẫn thích dạy speaking tụi em, gặp tụi em hơn, gặp trực tiếp nó dễ nói hơn là như thế này. Usually buy takeaway coffee that I don't have time to sit and drink another coffee. When I go to school, I drink also buy takeaway drinks, so it's quite convenient. Ok, thường thường takeaway á, hay là convenient. Nó rất là tiện lợi, đó là điều đương nhiên. Chúng ta uống xong mang đi rất là tiện lợi. Ok, rồi chúng ta qua cái phần bên dưới là về Internet đi. Internet là cái phần cuối cùng. Ủa vậy hả? Cô lại thích hai cái món đó nhất đó luôn à? Rồi, chúng ta qua phần cuối cùng, phần Internet. Được chưa? Cái câu đầu tiên, how much time do you usually spend online? Được chưa? Cái thứ nhất. Cái thứ hai, are there any logs you follow or do you browse on social media? Được chưa? Đó, chúng ta nhìn vào cái Internet nha. Đây là một cái cụm cuối cùng trong cái phần part 1 của chúng ta. Được chưa? Đó, câu đầu tiên không khó đúng không? Dành nhiều thời gian để trực tuyến hay không? Đó, như chúng ta đang học đây. Được chưa? Và cũng là một cái để dành thời gian cho việc online đó. Tiếp theo, có blog nào mà em hay theo dõi hay không? Được chưa? Em có đăng bài trên mạng xã hội hay không? Twitter, Facebook, Instagram gì đó, tụi em có đăng bài lên hay không? Tiếp theo, what type of content do you download? Là em thường hay tải về cái gì? Phim ảnh, ca nhạc, rồi các file PDF gì đó, được chưa? Music, books, đó, nó có ví dụ cho chúng ta đằng sau đó. Do you sometimes listen to podcasts? Thỉnh thoảng nghe podcast, em biết podcast là cái gì không nhỉ?
bạn nào biết podcast là gì không? Người ta giải thích đó, podcast đó là rất là một chương trình âm nhạc. Được chưa? Tụi em biết cái cụm từ này, nó là từ mới. Được chưa? Nó là một từ mới được cập nhật thôi. Đó. Tức là sao? Nó kêu chúng ta podcast này là gì? Đây là một chương trình âm nhạc mà tụi em có thể nghe trên các ứng dụng và chúng ta đăng ký nó và chúng ta có thể tải về được nó. Được chưa? Nó có thể là có những cái có cách nhiều tập hoặc có định kỳ nè, nó liên tục, được chưa? Đó. Và podcast này á, là được một người hoặc là một nhóm người tạo ra đăng tải trên internet, được chưa? Đó. Và những người khác có thể nghe nó, được chưa? Ví dụ như chúng ta hay có iTunes hoặc Spotify đó, đúng rồi, chính xác, Spotify đó, đó, đó chính là podcast đó. Đây là một cái từ mới, được chưa nào? Đây là cái từ mới của chúng ta đó, thành ra chúng ta chú ý. Được chưa? Để chúng ta biết là nó là cái gì. Hoặc nếu chúng ta muốn tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta có thể lên mạng chúng ta đọc lại thử cái chúng ta gõ vào là cái podcast là cái gì là được. Thường thường cái này á, thường là nó là từ nối á, nó từ ghép á của cái từ là iPod và từ podcast á. Được chưa? Chúng ta có thể lên chúng ta coi thử nó như thế nào. Nó cũng là một âm nhạc, chúng ta có hiểu thoáng qua là nó là một ứng dụng nghe nhạc, được chưa? Và chúng ta phải đăng ký và chúng ta nghe đó. Chúng ta cứ dạy đi là chúng ta sẽ đơn giản nhất. Rồi, bây giờ cái đầu tiên, how much time do you usually spend online? Được chưa? Thì nó cũng sẽ giống như là chúng ta dành thời gian bao lâu để mà chúng ta xem TV, không vấn đề gì cả, được chưa? Tiếp theo, are there any blogs you follow? Đó. Em có theo dõi một cái gì hay không? Thì chúng ta có nói ra ta theo dõi những cái trang gì, được chưa? Do you post on social media? Em có post bài ở trên mạng xã hội hay không? Thì chúng ta có ta post cái gì, nói cái gì? Ví dụ như là hình ảnh chúng ta đi chơi nè, hoặc là như thế nào đó, đi chơi hình ảnh đi chơi như thế nào đó. Đó. Tiếp theo, what type of content you download? Em thường hay tải về cái gì? Thì chúng ta chọn phim hoặc là music hoặc là books thì chúng ta giải thích lý do vì sao như thế nào đó. Được chưa? Đó. Và câu cuối cùng, do you sometimes listen to podcast? Đó. Được chưa nào? Rồi, bây giờ câu thứ nhất, không có gì khó mà cô muốn là chúng ta trả lời câu thứ hai. Are there any blogs you follow? Em có theo dõi cái blog là hay không? Do you post on social media? Em có đăng bài lên mạng xã hội hay không? Câu đó trước đi. Em có đăng bài trên mạng xã hội hay không? Do you post on social media? Em có đăng bài gì hay không? Mỗi lần em buồn, em sẽ đăng lên những câu status buồn như thế nào đó, được chưa? Đó. Hoặc là em không chơi mạng xã hội nên chẳng có cái gì em đăng cả, vì em nghĩ mạng xã hội là không tốt như thế nào đó. Là tất cả mọi thứ khi chúng ta trả lời, chúng ta cũng phải đưa ra lý do, chúng ta tự làm cho câu trả lời của mình nó phải dài ra thì chúng ta mới có điểm. Đây chỉ là phần part 1 thôi, chúng ta chú ý. Đó. Ok. Em đã mệt chưa mà cô không thấy động tĩnh gì hết vậy? Picture of my cooking hả? Ok. Facebook stories. Ngắn quá luôn ơi. Chỉ có vậy thôi thì rất là ngắn. Ask for broad pictures of my cooking on Facebook stories. Hết rồi. Như vậy thì ngắn quá, còn thêm được cái gì nữa không? Những bức ảnh về nấu ăn đúng không? Đó. Rồi em còn thêm được cái gì nữa không?
I want my friends to know that I can cook too. Okay. I want my friends to know that I can cook well. Cook well. Nó ăn rất là ngon. Okay. Thế này mệt chưa? Sao cô thấy có một mình bạn luôn còn tương tác với cô vậy? Mệt chưa thì không sao, thì bữa sau chúng ta sẽ tiếp tục. Okay, class. It's enough for today. Được chưa nào? Hay là bữa sau chúng ta tiếp tục? Bé mệt chưa? Dạ hơi đó bụng. Okay. See you next week. Vậy tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục về cái phần speaking này nhé. Được chưa? Cô nói rồi, cái phần là chúng ta thi speaking là sẽ gồm có 4 phần. Được chưa? Và speaking là sẽ thi vào cuối cùng, thi các kỹ năng kia xong rồi còn lại là kỹ năng nói. Được chưa nào? Và kỹ năng nói thì chúng ta có 4 phần. Phần đầu tiên là phần trả lời câu hỏi. Thì mỗi bạn sẽ nhận được 6 câu hỏi trong tổng số những câu hỏi này. Trong tổng số những câu hỏi mà hôm nay chúng ta mới biết đó, thì chúng ta có 6 câu. Được chưa? À, mỗi phần thầy cô sẽ lấy ra một câu, thầy cô hỏi chúng ta đủ các câu ở trong đủ các phần hết, trong nhất thiết phải là một phần. Thành ra chúng ta cố gắng trả lời cứ một câu đúng là chúng ta có một điểm. Nên cố gắng chúng ta trả lời đúng, và chúng ta chỉ trả lời chỉ có mỗi yes no thôi thì chúng ta sẽ không có điểm. Hoặc chúng ta trả lời ngắn quá thì chúng ta cũng sẽ không có điểm. Chúng ta phải tự làm cho câu trả lời của chúng ta dài ra bằng cách là chúng ta thêm được, nhất là where, nó ở đâu, vị trí ở đâu, who là nó với ai hoặc như thế nào đó, reason là chúng ta đưa ra lý do là vì sao đó, thì chúng ta mới có điểm. Được chưa nào? Okay. À, mình đứng đối diện, à mình không có đứng, mình được ngồi đó luôn ơi. Mình ngồi đối diện các thầy cô và các thầy cô hỏi mình trả lời thôi, không vấn đề gì cả, không có bốc thăm gì hết đó luôn ơi. Thầy cô sẽ vào hỏi một cách gọi là random thôi, đó. Bất ngờ, cách là bất ngờ và hỏi chúng ta thôi, chứ chúng ta không có cần phải bốc thăm gì hết đó. Chúng ta cứ vô xong rồi hỏi, oh hi, so this is a part one, I would like to ask you 6 questions, so listen carefully, chẳng hạn đó, thì cô chỉ cần nói thôi. Và xong rồi vô phải hỏi luôn, ok luôn first, so what type of food do you like, chẳng hạn đó. Thầy cô hỏi luôn, và một cái là thầy cô sẽ hỏi chúng ta luôn vậy thôi, chứ không làm gì hết nha. Ok class, goodbye class, see you next week.